Ôi trời ơi, cậu ấy hài hước quá. Tớ vừa nhận được tin nhắn ngọt ngào nhất. Không đời nào, nhìn này, Chris vừa rủ tớ đi chơi. Hả? Ghen tị hả? Khoan, xem đây này, Chris cũng muốn hẹn tớ đi cà phê. Sao cậu ấy dám làm vậy chứ? Bọn con trai, chắc là nhầm lẫn gì thôi. Đúng rồi, sao cậu ấy lại rủ cậu cơ chứ? Chỉ một trong hai đứa mình được hẹn hò với Chris, ok? Ok, và người đó sẽ là tớ. Rồi, cứ chờ mà xem. Tớ sẽ làm Chris ngỡ ngàng. Thích thì chơi luôn nhé. Mình đã định dùng màu son đó. Tiếc ghê ha. Không thành vấn đề nhé. Mình thích đôi bông tai này. Dù sao mình cũng không thích. Đôi này trông quý phái hơn hẳn. Cứ tự nhủ đi cưng ạ. Tớ sẽ lấy túi sách. Đây cũng thế. Chiếc này. Cậu đùa tớ à? Dù sao trông nó cũng rẻ tiền. Quần jean mặc dịp nào cũng đẹp. Của tớ? Không, mơ à? Thả ra. Tớ nhìn thấy trước. Thôi đi, thử xem. Cái đồ phá hoại. Cho cậu luôn đấy. Chúc may mắn. Nhưng phải làm sao bây giờ hả trời? Sao mà mặc nữa? Trừ khi mình cần xé cho rách to hơn, rồi trượt tay qua hai ống chân và chui đầu qua chỗ rách này. Thế này thôi. Rồi thì kéo xuống thôi. Wow, quá là xinh điệu. Lên đường thôi. Từ từ đã. Xinh quá hả? Tớ thừa nhận là tớ ấn tượng. Bye bye. Tránh đường đi, Chris. Ai thế kia? Các cậu ơi. Họ là sinh đôi. Quên chuyện vừa rồi nhé. Mời cậu trước. Mình đói quá trời luôn. Hóng đồ ăn quá đi mất thôi. Đây chẳng phải thứ mình mong đợi lắm. Rồi con sẽ thích món này ngay thôi. Khiến mày ghê chết được. Mình thích ăn đường vào buổi sáng cơ. Sô-cô-la sữa là nhất. Mẹ đứng đằng sau hả ta? Cái này không tốt cho các cô gái trẻ đâu. Ăn nhấn mạnh đi Naomi. Sao mà nuốt trôi đây trời ơi? Cứ như hồ dán giấy ấy. Cuộc đời đúng là bể khổ mà. Trừ khi đã đến lúc chơi trò lén lút rồi. Tìm một chậu cây nè. Rồi lấy chậu bên trong ra. Đặt cây xuống thế này. Và dùng dao đa năng để cắt phần đáy làm đôi. Tiếp theo cắt ra phần đáy của hộp bỏng ngô ra. Rồi dùng súng bắn keo để dính hoa lên. Nhớ cái chậu này không nè, cho kẹo vào trong. Và để cây lên trên. Đổ đất vào chỗ trống. Thế này thì chẳng ai phát hiện nổi. Nhân lúc mẹ không để ý, hãy lấy một chút đồ ngọt. Ăn cho nhanh vào. Mắt không thấy thì tim không đau đâu. Mẹ đang tới kìa. Ngon quá đi mất. Mẹ xem nè, con ăn đến mạch thôi mà. Tốt lắm con yêu. Ăn ngon nhé. Mẹ dễ bị lừa thật đấy. Thôi là ăn kẹo tiếp nào. Đúng là bữa sáng của nhà vô địch mà. Tí nữa là trễ giờ rồi. Chạy hết cả hơi luôn. Mình phải làm một tí nước ngọt mới được. Cậu ta mang theo nước ngọt đấy à? Nghĩ sao vậy ông nội? Thưa anh, anh biết là mình không thể mang cái đó lên máy bay mà. Xin lỗi ạ, để tôi qua bên này xử hết. Bà cụ này đang viết cái gì vậy nhở?
Này cháu, đây là chỗ của bà mà. Giờ bà phải khử trùng lần nữa rồi. Đừng lây vi khuẩn cho mọi người chứ. Khoan đã, bà cụ này làm mình nảy ra một ý cực hay. Đến lúc dùng tới chai xịt du lịch của mình rồi, mình sẽ rót Sprite vào đây. Phải cẩn thận để không đổ ra ngoài nhé. Chuẩn luôn, ai mà nghĩ đây là nước ngọt cơ chứ. Để dán thêm cái nhãn cho chắc ăn. Ổn áp, mình đã sẵn sàng làm thủ tục lên máy bay rồi. Xin lỗi về chuyện hồi nãy ạ. Giờ tôi sẵn sàng rồi. Đây là vé và hộ chiếu của tôi. Này, đợi đã. Cậu để cái gì trong túi thế chứ? Cái này sao? Có gì đâu ạ. Chai xịt chống khuẩn của tôi ấy mà. Phải sạch sẽ mới đẩy lùi dịch bệnh được đó. Ok, mọi thứ có vẻ ổn đấy. Thôi toang, hộ chiếu bị dính vào tay mình. Tìm miếng Sprite hồi nãy rồi. Để ngó nghiêng tí xem có ai nhìn mình không. Thành công rồi. Mà phải gỡ cái này ra đã. Giờ là làm một xịt Sprite nào bà con. Ồ, toàn kẹo hảo hạng luôn này. Thôi xong, cô đang tìm snack kìa. Hình như cô có đũa thần tìm đồ ăn hay sao ấy. Không, đừng lấy kẹo mà. Phải làm sao bây giờ, mình không thể mất em bé kẹo được. Mình phải giấu ở đâu đó để cô không tìm thấy. Biết đâu kẹo sẽ nằm vừa trong giấy. Thôi được, mình sẽ thử nhét ở dưới áo sơ mi. Không có cách nào ổn cả. Ôi, đống rác này nặng dã man. Ôi, quả địa cầu, vỡ mất rồi, phải làm sao giờ? Ok, ở yên đó nhé địa cầu, chờ chị một chút. Ê, có vẻ quả địa cầu đó chính là giải pháp. Ok địa cầu, theo chị nhé. Em chào cô cho em vào lớp ạ. Chà, để cô xem có giấu đồ ăn gì không. Ô, mong là kế hoạch sẽ thành công. Chà, có vẻ ổn đấy. Được rồi, em vào lớp đi, mang theo quả địa cầu cũng là ý hay đó. Xem nào, cô có ở phía sau mình không? Để đến lúc mở quả địa cầu vào nhem nhem. Và rồi chỉ cần đóng lại như cũ. Tuyệt, thanh kẹo này ngon hết sảy. Món sô-cô-la này ngon rớt nước mắt luôn. Đợi đấy nào em ơi, biết đọc chữ không? Em là ngoại lệ mà anh. Cho em vào đi trời ơi. Ông nội này bị sao vậy trời? À, mình nghĩ ra rồi, trò này sẽ ghi vào sử sách cho xem. Dán băng keo hai mặt lên cục sô cô la vàng này nào, rồi dán lên món phụ kiện bạn thích, nhìn như vương miện vàng ấy nhỉ. Nữ hoàng sô cô la đến đây các em ơi. Lại là em gái à? Có vẻ như em đã ngộ ra bài học vừa nãy rồi nhỉ. Xem vui nhé quý cô. Đừng ỉ mình là bảo vệ rồi lên mặt nhé. Lêu lêu. Mình vào được rồi. Bắt đầu chén sô-cô-la thôi. Sô-cô-la và thời trang đúng là một cặp đôi hoàn hảo mà. Trường mới đẹp quá. Đó là tampon sao? Eo ơi, có gì mà vui vậy chứ? Ôi, không thể như thế được. Quá nhiều cho ngày khai giảng đầu năm rồi. Trừ khi mình có thể kiểm soát. Bạn có biết dùng tampon có thể mang lại cho bạn kiểu tóc lượn sóng tuyệt đẹp không? Kích cỡ cũng hoàn hảo luôn. Cột lên và đợi nhé. Thấy không? Quá xinh luôn. Wow, thật không thể tin được. May mà mình đã mang theo rất nhiều. Thử thôi nào. Chờ nước mũi đang chảy của cậu. Em chào chị. Em đến chúc mừng sinh nhật bạn em ạ. Nhưng không được mang bánh trái gì đâu. Không ai được mang đồ ăn vào trong phòng nhé. Nào bỏ ra, đưa cho chị đi. Nhưng của bạn em mà. Ôi không, bóng bay bay luôn rồi. Làm gì mà quá đáng thế. Happy birthday. Wow, bất ngờ quá đi mà. Tớ mang cho cậu vài thứ hay ho nè. Mà này, tớ có cả một món ngon lành cho cậu nữa đó nha. Đỉnh của chóp, nhìn nè, trên vòng tay của tớ có kẹo á. Cho cậu một cái này vì y tá thu bánh tớ mang đến rồi. Wow, cậu thông minh dễ sợ, tớ thèm kẹo lắm luôn ý. Chuẩn, ai bảo đồ bệnh viện giờ học làm gì. Nè, tớ có trò này á. Tớ sẽ là người đầu tiên viết lên chân bó bột của cậu. Chân cậu trông vừa dễ thương vừa vui nhộn luôn nhé. Yay, cậu là số 1.
nó sẽ trông rất đẹp ở đây. Ai cũng thích giờ hầu hết. Và nó mang đến không khí nhiệt đới cho tiệc của mình. Giờ thì buông rèm ra nào. Vậy là đủ cả rồi đấy ha. Tuyệt quá đi mất. Khoan đã, suýt thì mình quên mất cái này. Quả dưa hấu bự chẳng. Nhìn lấy bên ngon rồi. Mình sẽ mang dưa hấu ra phòng khách. Sao thế giới tàn ác thế? Mình sẽ phải làm gì đây chứ? À, biết rồi. Cửa hàng đã đóng cửa. Nhưng mình cần một quả dưa hấu. Mình sẽ tự tìm. Chỗ này hình như không phải rồi. Biết đâu mình gặp may ở đây. Có lẽ đây không phải là ý hay. Đây rồi. Cánh đồng dưa hấu thơm ngon. Áo của mình rất tả tơi. Bây giờ thì chả quan trọng nữa. Ồ, khoan, mình không có túi để đựng dưa. Nhưng có khi mình cũng chẳng cần túi. Nếu tạo thêm lỗ trên áo phông, mình có thể dùng cách này. Dù sao nó cũng hỏng mất rồi. Ok, vậy là được rồi. Mình sẽ cởi nó ra và lộn ngược lại. Giờ buộc một nút ở đầu. Túi siêu chắc luôn. Quả dưa hấu sẽ nằm vừa ở trong. Và mình có thể xách về nhà. Đúng thứ mình cần rồi. Về thôi. Chúng ta lành lặn trở về nhà này. Và mình sẽ đặt quả dưa ngay đây. Chiếc túi bằng áo này rất hữu ích đó. Này, cậu có dưa hấu à? Ồ, cho tớ một miếng. Mọng nhất luôn nè. Tớ mê luôn. Chán như con rán. Biết rồi. Ai là bé chuột dễ thương nào? Đi đi bé cưng. Đây là bước 1 trong kế hoạch. Trúng mục tiêu luôn. Thành công rồi. Tuyệt. Giờ thì làm sao mà đọc báo được nữa. Nhưng may mà có đèn pin. Này à, sao cô lại làm thế? Xin lỗi, tôi đến sửa đèn đấy. May quá, tôi không làm được gì luôn. Chả đọc hay chơi ô chữ được. Sửa dùm. Hay, đằng này nè. Mắt tớ. Ui, tớ có dụng cụ đặc biệt ở đây nè. Tớ lấy chỗ này. Nhiều loại xịn quá. Làm đúng việc của tớ thôi. Quay lại làm việc đây. Cậu ấy làm việc giỏi thật. Trêu anh chàng kia chút nào. Gì nữa? Chuột, cứu. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? Ok là đến lúc di chuyển đôi chân xinh và khiến máu cuộn trào trong lồng ngực rồi. Mọi người làm tốt lắm đấy. Tiếp tục làm nhịp tim tăng lên nào. Chỉ 30 phút nữa thôi cả nhà ơi. Các bạn muốn biết kết quả mà, phải không nào? Chưa gì tôi đã mệt muốn chết rồi. Cậu ta sẽ chẳng biết mình đã dừng lại đâu. Lily ơi, tụi mình đã quy định về kẹo găm như thế nào nhở? Chắc là cậu ấy có để ý rồi. Tí nữa tôi trả lại cho nhé. Còn giờ cùng siết eo thôi. Lần này mình phải lẹ làng hơn mới được. May mà còn cả đống ở đây. Tớ thấy nóng rồi nè. Bóng bóng siêu to đến đây. Bóng tập của tớ thôi mà. Nhìn nè. Hình như cậu muốn đổi bài rồi đúng không? Ý hay đấy nha Lily. Và 1, 2, 3. Cuối cùng cũng được ở một mình. Giấy đây rồi này. Mà sắp hết rồi. Phải đặt thêm mới được. Nè, tớ cần cậu chuyển phát đặc biệt giấy vệ sinh tớ phòng giam số 4. Ok luôn, không thành vấn đề. Đến ngay đây. Giờ thì thu hút sự chú ý này. Quá chuẩn, trúng phóc. Lõi giấy vệ sinh là sao trời? Giúp tôi xíu được không? Phải chùi mà. Kinh. Này, chúng tôi cần giấy vệ sinh ở phòng giam số 4. Nhanh, ở đây còn ngửi thấy mùi. Có ai đặt giấy vệ sinh à? Bắt lấy. Cảm ơn nha, đúng loại mình thích. Đây là giấy vệ sinh tuyệt nhất trên đời.
ăn thêm một giải nữa. Khoan đã, lẽ ra hôm qua mình không nên ăn cà ri. Ôi không, hết rồi, cứu. Đây, bắt lấy. Cảm ơn nhá, cậu đúng là cứu tinh. Đứng đó, đồ ăn bị cầm đấy. Giơ tay lên nào. Trời. Rồi, cho cậu qua. Giơ tay lên giúp tôi. Ôi không, đồ ăn bị cấm. Mình sẽ bị bắt mất thôi. Mình vẫn còn rõ là nhiều. Tóc của cậu ấy nhìn giống nhau phết nhỉ. Cố lên, nghĩ nhanh nào. Chuẩn rồi. Bện tóc xanh ngầu chưa nào? Có vẻ ổn đấy. Tôi sao? Tôi đến đây. Nếu cậu có đồ ăn, tôi sẽ phát hiện ra thôi. Thoải mái đi. Rồi sao? Không được ăn sao? It's okay mà. Tôi đến đây để quậy, không phải để giỡn nhỉ. Tôi hiểu quy tắc, đâu cần thắc mắc. Vậy nên cứ cho tôi vào, tôi là thanh niên nghiêm túc đấy. Oh yeah, nghe đỉnh đấy. Không ăn vụng, yo. Hả? Ngầu đấy cậu em à, xin mời vào. Ôi, tổng đẹp đấy anh bạn. Ờ thế hả? Mà ăn còn ngon hơn nhá. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Cho xin miếng. À, tớ thích màu xanh nhé. Không vết bẩn nào có thể qua mắt chị. Dọn mãi mà không xong là sao trời? Làm sao với tới đó đây? Đúng là không thể chấp nhận nổi. Không biết bãi kẹo ở dưới này bao lâu rồi. Một miếng kẹo to bự. Lại còn dinh dính nữa chứ. Không biết đứa nào là thủ phạm. Kevin có tóc màu vàng mà. Không biết nữa. Cậu ấy thì sao? Không, tóc màu tối quá. Không hợp lý gì hết. Còn nàng kia thì sao? Nhìn khả nghi lắm luôn á. Phải đến gần xem kỹ mới được. Ít chang luôn này cả nhà ơi. Giờ mình phải làm gì với cục này đây? Mình cần chút sự trợ giúp. Ok. Thấy quả bóng Play-Doh này chứ? Trông giống kẹo cao su nhỉ? Nhỏ chút keo lên đó. Và dính vào một nam châm nhỏ. Quá trời luôn nè. Dạy cho cậu ấy một bài học nè. Trốn nhanh để xem cho hay. Hôm nay mệt ghê. Là bã kẹo cao su hay sao vậy? Ai lại làm cái trò này cơ chứ? Ủa, Play-Doh? Là Gabi. này, cậu đang làm gì thế? Cậu có biết ai làm trò này không? Gậy ông đập lưng ông đó gái ơi. Nhớ cái này không? Của mình sao? Ui, xin lỗi nha. Hoa nhé. Ok, xí xóa. Chia cho cậu một ít kẹo nè. Tớ nói là chia mà. Video này hay kinh. Mình cũng làm được trò ấy. Thôi xong, tôi ngã rồi. Ngốc thế. Thomas, còn lấy nước đấy ở đâu đấy? Đừng lo mẹ, là nước rau củ thôi ạ, không phải nước ngọt. Vậy hả? Thế thì được. Wow, lúc nào mẹ cũng để mắt tới mình. May mà mình đã lên kế hoạch cải trang cốc nước này. Phải tưới hết các cây trong nhà một lượt luôn. Mà thế nước mình lại hơi khác. Ra uống tạm của thằng bé một ngụm vậy. Ôi không, mẹ, khoan đã.
Thôi, mẹ đấm mình không trượt phát nào mất. Wow, nước rau củ này ngon lạ thường. Bảo sao còn thích uống nhở? Ồ, mẹ lấy mất cốc nước của mình rồi. May mà mình chuẩn bị sẵn 2 cốc. Nhìn kìa, cậu ấy có kế hoạch hết rồi. Ủa, từ từ, cấm đồ ăn. Được. Dừng lại, cô cầm gì vậy? Này hả, kẹo thuế mà. Không phải tối nay, có gì to tát đâu. Bây giờ thì sao? Nhìn đống tiền này nè. Tiền tươi thấp thật đó. Cho anh cả đấy. Cho tôi. Không. Đồ xấu tính. Tốt, mẹ đi rồi. Ồ, có tin nhắn. Không tin nổi là hắn làm thế đấy. Ồ, cơ hội đây rồi. À, dừng lại. Ôi không. Nếu tôi chỉ gần đến rồi. Cứ ở đấy mà la đi. À, gì mà căng. Ồ, mà chờ chút. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Lại cô nữa. Đã bảo không được mà. Cho anh đấy. Tôi á? À, cảm ơn. Mời cô vào. Thành công rồi. Thông minh chứ ạ. Kẹo nè. Nghề này được phết. Ê gái ơi, vòng cổ của cậu đẹp quá. Wow. Tớ biết mà, đặc biệt lắm luôn. Ờ, xem nè. Lại còn ngon hết sảy nhá. Wow, cho tớ thử nhé. Cứ tự nhiên. Ngon ghê. Một. Nóng quá đi mất. Hai. Tớ ghét tập bụng. Tớ cũng thế nhưng phải dáng thôi. Jennifer nhìn kìa, có anh kia đẹp trai quá trời luôn. Trời ơi, đẹp trai thực sự. Anh ấy đi đâu vậy, tôi muốn ngắm anh ấy. Ôi, anh ấy đang nâng tạ ngay cạnh tụi mình nè. Cứ nhiệt xinh nhàn và dáng xinh tới cùng một lúc ấy. Cậu phải làm gì đi chứ. Nhìn cơ bắp của anh ấy kìa. Mình phải xinh đẹp, tự tin quyến rũ lên mới được. Ok, bắt đầu thôi. Ấy, Jennifer, chờ đã, người cậu đầy mồ hôi kìa. Nhỉ, tớ phải làm gì đây gái. Với lại bộ đồ của cậu cũng không đẹp lắm. Trời ơi, ước gì bây giờ có bộ đồ đẹp hơn nhỉ. Jennifer ơi, tớ có ý này nè. Hay là chúng mình. Đúng rồi, ý tưởng này tuyệt quá gái. Làm thôi, cởi quần đùi ra nè. Xong, đến bước tiếp theo nào. Luồn một tay vào một ống quần và đưa đầu cậu vào. Tiếp theo là xỏ tay kia vào nốt. Và xong. Hết mồ hôi nhễ nhại rồi nhé. Đúng thế. Tán anh ấy đi gái ơi. Cậu xinh làm đó, anh ta sẽ chỉ làm nền cho cậu thôi. Ok. Tớ đi đây, chúc tớ may mắn đi nào. Bắt đầu rồi. Chả dám nhìn hôm đó. Đùa thôi, sao mà bảo lỡ được. Đúng là tình yêu từ cái nâng tạ đầu tiên. Làm 100 cái nào, cố lên. Chắc em không làm nổi đâu ạ. Cứ tiếp tục đi Sophia. Em có muốn tăng cơ hay không hả? Đừng có mà than thở nữa nhé. Lên nào. Đổ mồ hôi thế này có bình thường không ạ? Sắp xong rồi. Mình cứ như sắp chết đến nơi ấy. Ok rồi, nghỉ 5 phút nhé. Khó thật sự luôn. Khát quá à. Xin lỗi nhá. Ủa khoan, cái này là tạ đó hả gái? Đây là 2 cục kẹo to đùng cơ mà. Cậu làm gì thế? Đợi tí nhé. May cho cậu nhá, tớ mang 2 cái cơ. Đây này. Đây là cục tạ đỉnh nhất tớ từng thấy á. Chắc là tớ sẽ ăn bên này trước. Wow, chưa dịp miệng mình đã chảy nước miếng rồi. Hương mâm xôi á. Thầy đến kìa. Wow, chuẩn rồi đó các em, tiếp tục đi. Đồng hồ đang chạy này các cô nàng. Đây đúng là cách cực hay để lén mút kẹo đó.
Oh yeah, chuẩn rồi nha. Buổi tập này đỉnh quá đi. Bài này hay quá đi mất. Hay quá, mình sẽ nghe bài này hoài luôn. Wow, bữa tiệc này nhộn nhịp hơn mình tưởng đấy. Ui trời, cái gì trông cũng hay hết. Mà ơi Jennifer, tụi mình đụng hàng rồi. Trời trời, đúng rồi nè. Chúng mình mặc y chang nhau. Bởi vậy tớ mới bảo là mình nên tính vụ này trước. Trời ơi, tớ không có ý, xin lỗi cả nhà. Gì vậy trời ơi, tớ ướt sũng rồi nè. Xin lỗi mà. Ha ha ha, xin lỗi gì chứ. Bye bye cô hai. Ai mà ngờ được lại có chuyện này chứ. Giờ thì làm gì với cái này đây? Khoan, mình có cách rồi. Trước hết phải cởi áo ra và đặt lên một nơi bằng phẳng. Giờ đến phần đáng sợ nè, bắt đầu cầm kéo và cắt. Chỉ cắt chỗ cổ áo và toàn bộ phận ống tay nhé. Thực ra thứ mình cần là cái hình này nè. Vải thừa thì cất vào đây nhé. Cắt tiếp nào, chỉ cần gập và cắt nhẹ. Mình sẽ làm ở cả hai bên luôn, từ trên xuống dưới. Giờ mở ra để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Góc này cần đường gập lại. Giờ lấy lại các dải mình cắt trước đó ra. Kéo ra nhẹ nhàng một chút nào và đặt vào giữa hai mảnh áo. Giờ thì đan lại nào. Cứ luồn qua luồn lại như buộc dây giấy thôi. Mình muốn nó chặt nhưng không bị nhăn. Bắt đầu từ trên xuống tít dưới. Và đến cuối thì mình sẽ buộc hai dải lại. Ok, lật áo lại và làm phẳng ra. Chỉ thế thôi là mình đã có áo mới rồi. Thắt chặt hai bên lại chút là vừa như in luôn. Siêu đáng yêu, giờ mình sẵn sàng cho bữa tiệc rồi. Wow, nhìn Jennifer kia bà con. À ha, tớ trở lại rồi đây. Tránh ra coi Ava. Jennifer ơi, trông cậu đỉnh dễ sợ. Cái gì vậy trời, tớ có vô hình đâu hả? Cậu tự làm cái áo này hả? Giỏi ghê đó. À, Jennifer và cái áo ngớ ngẩn mà dễ thương đó. Vẽ gì rồi ta? Xem nào. Baggy, em làm người mẫu cho chị nhé. Ngồi yên. Ok, bé cưng thấy sao nào? Đẹp phải không? Chị vẽ mắt em xinh chứ này. Chào con heo. Chào con à mẹ. Mong là con thích nó. Hồi hộp quá đi thôi. Trời đất, con có tai mèo. Wow. Mà chờ một chút. Xinh đôi nè Baggy. Chúng mình thật dễ thương. Chị yêu em. Chờ con một chút. Không thành vấn đề. Ôi, mẹ có điện thoại. Alo. À hả, nghe ổn đấy. Mẹ ơi, con là mèo nè. Ồ, cưng quá nè. Không, con mèo của chị. Hỏng mất rồi. Không đeo được nữa. Thất vọng quá đi thôi. Phải làm sao bây giờ chứ? Ồ, đừng lo mà Ashley. Mẹ có cách xử lý chuyện này rồi. Chúng ta chỉ cần sáng tạo với tóc con thôi. Mẹ sẽ bắt đầu bện một nhánh tóc nhé. Rồi mẹ làm tương tự với bên kia nữa. Mẹ sẽ uốn nhẹ và kẹp cố định lại. Làm cả bên kia nữa nè. Oh, mèo con dễ thương của mẹ ơi. Con muốn xem ạ. Mẹ ơi, con là mèo. Mình giống nhau đó Baggy. Chị sẽ giữ tóc như thế này. Mình ở gần cậu ấy dã man luôn này. Kevin đúng là soái ca trong mơ. Ok, cơ hội đi rồi. Chào Kevin nha. Cậu đọc gì đấy? Kevin, chờ tôi với. Cuốn này hay thật nhỉ? Chắc vậy đó. Đọc sách giống nhau nè. Ngồi nhích sang đây cho cậu ngồi nhé. Cậu ấy ghét mình sao? Tóc còn vào nếp không ta? Có lẽ mình cần có thêm điểm chung với cậu ấy. Lột sách thành thiên nga nào. Chúng ta có bút lông nè. Dùng mực của nó để tạo màu cho mặt nạ tóc.
khuấy thật đều lên nha. Sẵn sàng rồi đó, bạn có thể thực hiện với nhiều màu sắc. Đeo găng tay rồi vuốt lên từng phần tóc. Rồi bọc giấy bạc vào. Cứ làm bao nhiêu tùy thích nha. Và giờ thì đợi thôi. Sẵn sàng hé mở chứ nào. Ngầu quá, mà chẳng cần đi salon. Rực rỡ luôn nè. Yep. Ê, cậu nhuộm tóc rồi à? Không ngờ cậu cũng có sở thích nhuộm tóc giống tớ. Phải ghi chép cho xong chỗ vitamin này mới được. Hình như còn thiếu loại nào nữa thì phải. Đã đến lúc hóa thân thành ninja rồi. Ai uống vitamin không? Vừa thôi, có mẹo cả đó. Mình nấu chảy đống kẹo dẻo cá mập này, rồi đổ vào trong vỉ thuốc rỗng ở đây nè. Nhớ cẩn thận đừng làm đổ nhé. Và khi đã xong, mình sẽ bọc giấy bạc lên trên. Quá ổn, chẳng ai có thể phát hiện ra đây là kẹo đâu. Giờ thì dùng kỹ thuật đánh cháo của ninja nè. Xuất sắc, ninja biến mất nào. Đây rồi này, đúng không ta? Ừ, chắc đủ rồi đấy. Hello, đến giờ uống thuốc bổ rồi này. Hả, lại vitamin nữa à? Thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa mà. Của em đây, uống đi. Vị có dở không vậy chị? Dở thì đã sao nào, phải uống thuốc mới khỏe nhanh được đó. Vâng. Ngon hết sảy luôn đi. Cho em xin thêm vitamin đó được không ạ? Được chứ, bé ngoan muốn mau khỏe đúng không nào? Vâng ạ. Đồ này được mang vào không ạ? Không được nha. Thứ luật lệ nhảm nhí. Xem phim vui vẻ nha. Tiếp theo, có cái gì đâu ạ? Xem vui nha. Từ từ đã. Không được mang đồ uống vào. Uống ở ngoài thì được. Đúng là vô lý đùng đùng. Bóng bay kìa. Đây có thể là vé vào cho mình đấy. Xì hơi quả bóng. Và lấy chai nước ngọt bạn thích. Mở nắp ra. Và đổ nước vào bóng. Đổ đầy vài quả như thế này nào. Uống mừng cho sự lén lút này nào. Các cậu có thấy gì không nè? Anh chàng bảo vệ kìa. Còn chỗ nào cho em không ạ? Anh thích áo của em không? Em dễ thương quá, vào đi nè. Mình yêu nghề này ghê. Trời ơi, hiệu quả dễ sợ. May mà mình có sẵn ống hút nè. Tin ơi. Sao? Đã khát dễ sợ. Thèm lắm hả? Muốn ăn kẹo à? Được rồi, vào mâm ăn kẹo luôn. Chà, ngon đúng không? Vậy thì cho cậu cả đống này. Sẵn sàng chưa? Bắt lấy. Ôi trời, tớ chẳng hứng được miếng nào cả. Đây, xem cậu có thăng bằng được miếng này trên mũi không? Ok, nhìn này, nó thăng bằng đấy, đặt thêm đi. Tớ sẽ trồng thêm vài miếng nữa lên. Chuông kìa. Chết tôi, bừa bộn quá đi mất. Kẹo vãi khắp nơi kìa. Đành phải dùng phép thuật unicorn thôi. Xem nhé. Tuyệt, ngũ cốc được dọn sạch rồi. Cậu dùng phép thuật chuyên nghiệp thật đó. Ôi, cô giáo đến. Chúng mình dọn dẹp vừa kịp lúc luôn. Hai đứa trông đáng nghi lắm. Các em đang làm gì hả? Ôi không, còn một miếng ở trên điện thoại. Cô có thấy không nhỉ? May quá cô không nhìn. Mà khoan đã, mình nghĩ ra ý siêu hay. Được rồi, mình có ngũ cốc đây rồi. Phun chút kem lên nè. Phủ kín luôn, cứ phun theo vòng tròn. Xong, trông nó giống như donut phủ kem nhỏ xíu. Rắc thêm kẹo bằng cái nhíp này nhé. Trông chẳng khác gì bánh donut luôn nè.
thanh cuối và xong. Ok, bước tiếp theo, mình sẽ cần kem màu trắng. Lật miếng kẹo lại và phun kem lên mặt dâu. Kem trắng sẽ giống như kẹo ăn được. Và giờ thì dán nó lên ốp điện thoại thôi. Tiếp theo, lặp lại và làm thêm thật nhiều donut mini. Ôi trời ơi, sao mà dễ thương thế này. Xong, phủ kín cả ốp lưng rồi. Này, nhìn này bối. Hả, nhìn cái gì cơ? Khoan, thơm thế nhở. Cậu làm donut ngũ cốc nhỏ xíu à? Ngon tuyệt cú mèo. Ngon nhỉ, phải nói thật là tớ tự hào về mình lắm. Cây son này đẹp nhỉ. Hả? Hôm nay có khuyến mãi kìa. Mình đến liền đây. Wow, còn tuyệt hơn những gì mình tưởng tượng nữa. Cái gì cũng khuyến mãi luôn. Trời, bán hết nhanh dữ vậy nè. Mình lấy được rồi. Chẳng công bằng tí nào cả. Còn một món này chị ơi. Cũng dễ thương đó à? Được thôi, mình sẽ thử. Biết đâu vừa thì sao. Thiết kế này cũng xinh đó chứ. Gì cơ? To gấp đôi mình luôn. Chắc bơi vài vòng trong này còn được. Phải sửa lại một chút mới được. Ngoài đây có thắt lưng không ạ? Ui, cái kẹp kìa. Mình mượn trong một giây thôi. Đúng là thứ mình cần. Mở ra nè. Rồi túm chiếc váy lại. Và dùng ghim để cố định. Giờ nó vừa ý luôn. Mình sẽ mặc cái váy này luôn. Chỉ cần một đôi giày dép nữa thôi. Mình đúng là thiên tài thời trang mà. Cảm ơn vì đã giảm giá nha. Cứ giữ tiền thừa đi bạn. Ủa, kẹp tóc của mình đâu rồi ta? Kỳ quá vậy trời. Ok, có vẻ đúng lượng cần thiết rồi. Đứng lại. Đồ ăn và đồ uống bị cấm đấy. Em có mang cái gì không? Đứng im để chị kiểm tra một lượt nhá. Chả, không có gì bất thường cả. Ôi kinh quá, sao em lại cầm cái đó đi khắp nơi vậy? Thôi em đi đây ạ. Cậu đến à? Xem tớ phải uống gì này, nước lọc á? Thế thì uống cái này đi gái. Eo, cậu nghĩ tớ là ai chứ? Thả uống nước lọc còn hơn. Nhìn đây này, tớ cũng uống đấy. Ghê quá má ơi. Không sao đâu mà, tin tớ đi. Không như cậu nghĩ đâu, đây là nước ép táo á. Tớ đổ nó vào cốc đựng mới toanh nè. Nhìn nè, tớ có mang cho cậu luôn đấy. Tớ hiểu rồi, thông minh phết nha. Dô. Hết sảy con bà bảy. Bữa tiệc này sẽ tuyệt lắm đây bà con ơi. Nè Bella ơi, cái đống lộn xộn này là gì đấy con? Mẹ đừng lo, con còn phải quyết định mặc đồ gì nữa ạ. Màu này được không? Thôi xén quá thể. Mà cái quần này được nè. Vẫn lộn xộn thế này hả? Con có nhiều đồ quá đó nha Bella. Tí nữa mẹ quay lại đấy. Dạ. Cậu có thấy bộ đồ của Amy hồi sáng hay không? Con không dọn thì mẹ dọn vậy. Mẹ ơi thôi mà mẹ. Mẹ không chịu nổi nữa rồi. Tí tôi gọi lại nha. Đáng đời con lắm. Trời ơi, toang hết cả rồi. Cơ mà, mình có thể sáng tạo với cái này. Nếu bạn có sẵn thuốc tẩy thì hãy đổ nó lên một ống quần. Đừng lo nếu lỡ đổ nhiều quá nha. Và giờ thì đợi một lúc. Cái quần này trông hay quá nè. Mẹ quay lại rồi đây. Xem ra thuốc tẩy cũng ổn áp đó chứ. Con gái mẹ đúng lắm tài đấy. Phù, tí nữa là trễ giờ rồi. Chạy hết cả hơi luôn, mình phải làm một tí nước ngọt mới được. Cậu ta mang theo nước ngọt đấy à? Nhỉ,
nghĩ sao vậy ông nội? Thưa anh, anh biết là mình không thể mang cái đó lên máy bay mà. Xin lỗi ạ, để tôi qua bên này xử hết. Bà cụ này đang viết cái gì vậy nhở? Này cháu, đây là chỗ của bà mà. Giờ bà phải khử trùng lần nữa rồi. Đừng lây vi khuẩn cho mọi người chứ. Khoan đã, bà cụ này làm mình nảy ra một ý cực hay. Đến lúc dùng tới chai xịt du lịch của mình rồi. Mình sẽ rót Sprite vào đây. Phải cẩn thận để không đổ ra ngoài nhé. Chuẩn luôn, ai mà nghĩ đây là nước ngọt cơ chứ. Để dán thêm cái nhãn cho chắc ăn. Ổn áp, mình đã sẵn sàng làm thủ tục lên máy bay rồi. Xin lỗi về chuyện hồi nãy ạ. Giờ tôi sẵn sàng rồi. Đây là vé và hộ chiếu của tôi. Này, đợi đã. Cậu để cái gì trong túi thế chứ? Cái này sao? Có gì đâu ạ, chai xịt chống khuẩn của tôi đấy mà. Phải sạch sẽ mới đẩy lùi dịch bệnh được đó. Ok, mọi thứ có vẻ ổn đấy. Thôi toang, hộ chiếu bị dính vào tay mình vì miếng Sprite hồi nãy rồi. Để ngó nghiêng tí xem có ai nhìn mình không. Thành công rồi, mà phải gỡ cái này ra đã. Giờ là làm một xịt Sprite nào bà con. Đồ ở bệnh viện ăn chán lắm ý. Gọi nhỏ bạn xem có giúp được gì không nào. Hello. Thế á, nghe thôi mà tớ muốn xỉu rồi á. Đừng lo, để tớ ghé qua. Ok, có bánh kẹo rồi này. Thôi xong, cô y tá kìa. Cầm mang đồ ăn và đồ uống à. Thế thì mình sẽ lẻn vào qua đường đó. Được rồi, bay lên nào. May mà mình có tập tạ đó nha. Ok là, vào được ống thông gió rồi. Cậu ấy kia kìa. Nhìn đĩa xà lát chán chưa kìa. Hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ thôi bà con. Snack từ trên trời rơi xuống giải cứu bệnh nhân nè. Hả? Gì vậy? Oh, bim bim. Yes, cậu đúng là người hùng của tớ. Khiếp trời ơi. Gì đây? Ui không không không, không được rồi. Ui không, cô nổi giận kìa. Mình phải làm sao bây giờ? Mình cũng có đồ ăn. Nhưng mình không muốn vứt kẹo đi đâu. Ok, hay là mình ăn hết sạch luôn bây giờ nhỉ? Nhét tất vào miệng cho xong. Ok, một cái. Sang cái tiếp theo. Làm sao mình kịp ăn hết đống này cơ chứ? Cô đuổi cậu ấy rồi kìa. Mà khoan, mình có thể lén mang đống kẹo này vào đấy chứ? Ok, mình sẽ tháo cả vạt này ra và triệu hồi súng bắn keo uy tín nè. Mình sẽ nhỏ các giọt ở phía sau. Tốt, giờ thì cần đến dây chun. Mình sẽ gắn các giải dây thun xuống tiết dưới. Tuyệt, giờ thì trượt thanh kẹo vào là xong. Nhìn kìa, vừa như in nhá. Mình sẽ thắt cà vạt và sẵn sàng luôn. Em có mang kẹo vào như học sinh vừa nãy không đấy? Cô không biết nữa, trông em khá là đáng nghi ấy. Chiếc kính lúc này sẽ nói lên sự thật. Này, chúng ta đeo cà vạt giống nhau nè, gu ổn đấy. Chà, vào học vui nha. Thành công rồi, cô ấy để ý mình không nhỉ? Không, vậy thì còn chần chờ gì nữa, ăn kẹo thôi. Ăn thanh nào trước bây giờ? Chuẩn, thanh này trước đi, kéo nó ra là được. Mấy thanh kia thì cứ chờ đi nhé. Ok, ăn sô-cô-la thơm ngon nào. Đúng là ăn vụng mùi vị còn ngon hơn nhiều. Chà, cô đẹp thật đấy. Anh gì ơi, tôi muốn lên máy bay ạ. Vâng, phải lên chứ, tôi xin lỗi nhé. Mà nhắc quý khách một xíu là không được mang đồ ăn đồ uống lên máy bay đâu ạ. Anh ơi, cái này không phải snack mà. Nhìn giống giống vậy thôi, mong anh thông cảm cho. Cơ mà... quý khách thấy đấy. Luật là luật ạ. Được rồi, lấy đi, làm như quan trọng lắm ấy. Vậy quý khách sắp đi chơi ạ? Hay thăm ai? Ví dụ như bạn trai chẳng hạn. Tôi biến đây. Tôi sẵn sàng lên máy bay rồi ạ. Chà, để xem nào. Đây, anh kiểm tra túi của tôi xem có đồ ăn không đi. Trông quý khách ok đấy. Cảm ơn anh, chuyến đi của tôi thế nào cũng vui lắm cho xem. Hình như đây là ghế mình nè. Là cô nàng bị mất đống snack kìa. Có lẽ cô ấy cần dặm thêm tí son nhỉ. Này, cô thử đi. Tôi cũng có son đấy mà, cảm ơn cô nhé.
Không phải đâu, nhìn này. Cô đang ăn cây son đấy à? Ngộ độc bây giờ. Nhìn này, không phải son thật đâu gái ạ. À. Tôi trộn màu thực phẩm và sô-cô-la trắng đấy mà. Chỉ cần làm món này chảy ra là ok rồi. Khi sô-cô-la đã lỏng thì để qua một bên nhé. Tôi cần một thỏi son không có son nữa. Thế nên tôi đã dùng dao để cậy hết son đi. Bước tiếp theo đơn giản như đang dỡ luôn. Chỉ cần đổ sô-cô-la vào là xong. Rồi đổ đầy cả ống nhé. Sau đó tôi đậy nắp lại như ban đầu. Nên giờ nó y như son luôn. Nhưng thực ra đây là một cây kẹo đấy. Nhìn này, tôi đã làm cả đống luôn. Chà, cô đẹp thật đấy. Anh gì ơi, tôi muốn lên máy bay ạ. Vâng, phải lên chứ, tôi xin lỗi nhé. Mà nhắc quý khách một xíu là không được mang đồ ăn đồ uống lên máy bay đâu ạ. Anh ơi, cái này không phải snack mà. Nhìn giống giống vậy thôi, mong anh thông cảm cho. Cơ mà quý khách thấy đấy. Luật là luật ạ. Được rồi, lấy đi, làm như quan trọng lắm ấy. Vậy quý khách sắp đi chơi ạ? Hay thăm ai? Ví dụ như bạn trai chẳng hạn. Tôi biến đây. Tôi sẵn sàng lên máy bay rồi ạ. Chà, để xem nào. Đây, anh kiểm tra túi của tôi xem có đồ ăn không đi. Trông quý khách ok đấy. Cảm ơn anh, chuyến đi của tôi thế nào cũng vui lắm cho xem. Hình như đây là ghế mình nè. Là cô nàng bị mất đống snack kìa. Có lẽ cô ấy cần dặm thêm tí son nhỉ. Này, cô thử đi. Tôi cũng có son đấy mà, cảm ơn cô nhé. Không phải đâu, nhìn này. Cô đang ăn cây son đấy à? Ngộ độc bây giờ. Nhìn này, không phải son thật đâu gái ạ. À. Tôi trộn màu thực phẩm và sô-cô-la trắng đấy mà. Chỉ cần làm món này chảy ra là ok rồi. Khi sô-cô-la đã lỏng thì để qua một bên nhé. Tôi cần một thỏi son không có son nữa. Thế nên tôi đã dùng dao để cậy hết son đi. Bước tiếp theo đơn giản như đang dỡ luôn. Chỉ cần đổ sô-cô-la vào là xong. Rồi đổ đầy cả ống nhé. Sau đó tôi đậy nắp lại như ban đầu. Nên giờ nó y như son luôn. Nhưng thực ra đây là một cây kẹo đấy. Nhìn này, tôi đã làm cả đống luôn. Tớ đang đợi Min đi thôi. Ôi, cậu ấy đến rồi, bye nhé. Này, cậu thế nào? Mình đi nhé. Hả? Tớ không đứng dậy nổi. Lạ quá. Thực ra còn tệ hơn nữa, son còn ướt. Không, tớ không thấy biển báo. Sao chuyện này luôn xảy ra với tớ chứ? Không đứng dậy được. Tớ dính chặt vào ghế rồi. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Làm sao bây giờ? Khoan, mình dùng sơn sao? Hay keo nhỏ? Úi, tớ vờ như không biết gì. Chẳng ăn thua. Tớ không đi được. Khoan, để tớ giúp một tay. Cứ tưởng sẽ được con. Kéo mạnh hơn. Thôi nào, ra khỏi ghế của tôi. Như tập thể dục. Mệt bở hơi tai luôn. Chuẩn không cần chỉnh. Trông thế nào rồi? Nói thật với tớ đi. Ghê lắm phải không? Thì đúng rồi. Khoan, tớ nghĩ tớ sửa được đó. Tớ chỉ cần ít dụng cụ thôi. Cho mượn nhé. Mình thích quần này. Ok, vào việc nào. Tin tớ đi. Tớ sẽ dùng sơn này xịt lên khắp quần cậu. Và tớ sẽ dùng khuôn tô. Trông khá là tuyệt đó chứ. Thêm vài đường dưới này nè. Chỉ tới đây là quá chuẩn luôn rồi. Mình nên làm nhà thiết kế. Vậy là xong phần sau rồi. Giờ đến phần trước. Miếng bề cứng này sẽ ngăn không cho sơn dây vào da cậu. Cậu nên trả công cho tớ ha. Ok, tớ sẽ thêm vài chi tiết. Xong rồi, ngắm coi. Cậu thấy sao nào? Wow, xuất sắc hết nước chấm. Không thể tin được là tớ có quần jean tự chế. Cậu đúng là thiên tài. Bạn bè phải thấy chứ. Ok, đi thôi. Sơn đâu rồi? Chắc chắn mình chỉ để quanh đi thôi. Không được làm nó. Mình vừa phạm một sai lầm lớn.
cô ấy ra kìa. Cảm ơn, cảm ơn. Không tin nổi là giọng cô ấy lại hay vậy. Cô ấy nháy mắt với mình à? Mọi người, đưa tay lên nào. Vui ghê. Tụi mình sẽ nhớ dịp này mãi mãi. Xin lỗi, tôi ra sau đó được không? Đi mà. Hey, quần jean của tôi. Nhìn xem anh vừa làm gì này. Ôi trời, đây còn là quần mình thích nhất nữa. Trừ khi dây xích của mình. Biết rồi. Canh hai ống quần cho đều và dùng kéo cắt ở đây. Toàn bộ đường may bên ngoài. Oh, dừng lại nào. Giờ dùng kẹp này kẹp ở đây. Sau khi cố định, đóng nó xuống. Mở nắp ra và bạn sẽ có những lỗ tròn rất đẹp này. Xỏ dây xích qua. Và xong. Ta-da! Cô ấy có thích hoa không nhỉ? Quần đẹp đấy. Hôm nay tôi cảm thấy mình thật hào phóng. Tặng cô này. Ôi trời, cảm ơn. Wow, quần đẹp đấy. Nó rất bắt mắt đúng không? Mình thích những tai nạn dễ thương. Woohoo! Tuyệt quá. Thấy biển báo không vậy? Đồ ăn và đồ uống bị cấm đấy nha. Trời ơi, cô y tá sẽ tịch thu hết Bim Bim mất. Nhìn đáng sợ chưa kìa, lấy hết kẹo ngon của cô bạn tội nghiệp đó luôn. Mà khoan đã, mình có cách hay này. Ok là, tuồn kẹo vào trong bệnh viện nè bà con. Mình sẽ nhét kẹo vào trong cái nẹp cổ này. Bao nhiêu bánh kẹo cũng vừa hết nhé. Ok, nhét thế chắc là đủ rồi nhở. Bây giờ phải giả vờ bị chấn thương cổ thật đau mới được. Em có dầu bánh kẹo hay đồ uống gì không đấy? Dạ không có, em ngoan lắm. Nếu ổn áp rồi thì em về phòng nha chị y tá. Hiệu quả rồi này, mình đúng là thiên tài á. Giờ ăn em thôi nào. Ngon hết nấc. Được rồi, chả chắc chắn sẽ ngon đây. Trong lúc chờ thì ăn một xíu. Anh David. Gì? Em cũng muốn có đồ uống. Nhưng mà... Ừ, được chứ. Ồ, trong này có bột pha sô-cô-la nóng nè. Mà, kẹo ngon hết chảy luôn. Yeah, lấy cái này xuống đi. Ủa, gì vậy trời? Em ăn hết kẹo hả? Nào nào, đưa ngay cái kẹo đó cho anh. Nói thật đấy. Đưa đây nghe vào luôn, có nghe không hả? Anh mày không đùa đâu. Anh bực mày lắm luôn đấy. Nhưng mà kẹo... Rồi, thích kẹo thế thì anh trả này. Thôi nín đi. Yay, cảm ơn David. Hay quá, thế là mình chả còn một cái kẹo nào. Ok, không nhìn thấy con bé, lẻn vào nhanh thôi nào. Mình sẽ lấy gói kẹo xô dẻo mà mình cất ở đây bấy lâu này. Yes, ăn một miếng kẹo là vui cả ngày, tuyệt vời ông mà trời. Anh David, cho em ăn kẹo xô dẻo mới, đi mà. Thôi cầm luôn cả gói đi. Nhỏ cầm rồi, nhưng đó lại nằm trong kế hoạch của mình. Vì trong khi con bé mải ăn kẹo, mình còn có thể ăn vụng theo phong cách đẳng cấp. Mình đã lấy một tuýp kem đánh răng và bóp hết kem ra. Chào bạc hà kìa. Ok, tuýp đã rỗng rồi, hãy cất kem đánh răng đi nhé. Và thì chuẩn bị một bát kẹo xô dẻo khác. Mình sẽ nhét kẹo vào trong tuýp vừa như yên luôn nhá. Giờ chỉ cần đóng nắp lại là xong màn cải trang rồi các bạn à. Và giờ khi muốn ăn kẹo xô dẻo thì mình đã có sẵn tuýp tiện lợi này rồi. Ngon, ăn trong hồi hộp còn ngon hơn bình thường ấy chứ. Ngon quá. Đến lúc đi vứt rác rồi. Mệt quá đi mất. Mình cần một ngày lười biếng. Ừa, vui quá. Ôi không, Chris kìa. Không thể để cậu ấy thấy mình thế này. Cho mình như chui từ thùng rác ra. Phải nghĩ cách thật nhanh mới được. Sao cậu ấy phải ngồi ở đây chứ? Mình sẽ trốn đến khi cậu ấy đi. Nhanh lên Chris, đi đi. Ôi không, cậu ấy đang đến đây. Phải làm sao bây giờ hả trời? Chỉ còn một cách duy nhất. Hả, thật không thể tin nổi. Tới đến ngay đây. Ai? Giờ thì mình ở trong thùng rác thật rồi. Nhưng ít ra mình không tự làm xấu mặt trước cậu ấy. Không, nghĩ đã thấy không ổn. Nhưng nào nghĩ, hẳn phải có cách nào đó chứ. Hay là mình dùng rác nhỉ? Tình huống hiểm nghèo thì phải chơi lớn thôi. Thật ra cũng đâu quá tệ. Hả?
thật không thể đi nổi. Cậu có sao không bro? Ổn. Thôi lượn đi. Quan, nhìn cậu quen quen. Luna. Chào Chris. Cậu đang làm gì vậy? Nhìn cậu như vô gia cư. Cậu đâu cần nói ác ý vậy. Đúng là đồ thất bại. Rõ là quá đáng. Không, sao lại khó đến thế này chứ? Bực mình chết đi được. Xin chào. Cái quái. Tôi cần cái váy này, tôi đổi cho. Bị khùng hả? Ew. Mình nghĩ đổi cũng được chứ sao? Khoan, mình nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ rút tay ra khỏi ống tay áo và luồn tay qua phần cổ áo như thế này nè. Sau đó buộc tay áo vào nhau ở phía trước và buộc ra phía sau cổ nè. Cũng dễ thương ghê. Ồ, còn tóc nữa. Chuẩn không cần chỉnh. Hả? Thật không thể tin nổi. Tới đến ngay đây. Chris. Này, quay lại đây. Chào, đi đâu thế? Chào Luna. Nhìn cậu xinh quá. Cảm ơn cậu đã để ý thế nha. Âu, lưng tôi. Mình thấy chỗ nào cũng đau. Chị cần gì ạ? Tôi đến đây để gặp một người bạn. Mang bầu mệt thật đấy. Ồ, chị có bầu à? Em tưởng chị béo ấy chứ. Chị cũng sắp sinh rồi. Em nghe em bé được không? Wow, em bé chắc đang tập tạ nhở. mà chị đi kẻo trễ mất. Vâng ạ. Chị là ai? Ôi gái ơi, gặp cậu tớ mừng quá. Tớ nè, tớ cải trang thôi. Nhỉ, hiểu rồi. Tớ có bất ngờ cho cậu đây. Ta-da. Dã man con ngan, đỉnh đấy. Vẫn còn ở trong bụng tớ đây này. Ai là máy quét nhỏ xinh của chị nào? Trong đó có chuyện gì thế? Nhanh diễn đi. Có gì đó sai sai. Có chuyện gì đấy? Cô ấy đang chuyển dạ. Sắp sinh rồi sao? Đừng lo, đã có tôi. Tôi cũng là bác sĩ đã được chứng nhận. Mang em bé ra nào. Ai mà ngờ được chuyện này cơ chứ? Ok, hít thở bình thường. Như thế này này. Phải làm sao bây giờ? Đừng có nhìn tớ, giả vờ dặn đẻ đi. Rồi. Hình như tôi thấy em bé rồi. Hình như tôi thấy. Cứ tưởng là có em bé, là con gái. Chị ấy đặt tên bé là bé kẹo. Chị đi đây, bye. Bye bé con. Cái tên đẹp thật đấy. Chương trình thời trang này đỉnh ghê. Ok, không ai nhìn cả. Thưởng một tí cho bản thân nào. Cậu lấy cái bánh croissant đó ở đâu ra đấy? Tôi đói quá à. Nãy giờ chưa ăn gì luôn á. Thôi chết. Tớ phải giấu cái này đi đã. Chỉ cần thêm chút phấn ở đây thôi. Xem nào. Bộ này được không nhỉ? Chuẩn. Cái này hợp cưng đó. Còn mấy nàng làm gì ở đây vậy? Cái gì đây? Vụn bánh hả? Ai đang ăn vụn đấy? Em dám mang đồ ăn vào show thời trang của chị hả? Em có biết tên của cái bánh này là gì không? Để chị nói cho em nghe nè. Rác đó. Còn em thì sao? Có giấu cái gì không đây? Không à? Ok, thế thì tốt rồi. Cuối cùng chị ấy cũng đi rồi. Vì mình vẫn đang đói và muốn ăn thêm snack á. Cậu mới ăn phấn đấy à? Kinh quá đi mất. Nghe này, không phải phấn đâu. Để tớ cho cậu xem này. Tớ lấy một viên kẹo hình vuông như thế này nè. Rồi bóc lớp vỏ để lấy kẹo ra. Bước tiếp theo dễ lắm nè. Tớ nặn nó trong lòng bàn tay. Cứ xoay tròn cho đến khi nó mềm ra. Sau đó, khi nó thành hình viên bi như thế này thì tớ ấn phẳng nó ra. Sau đó tớ lấy bảng phấn mắt và bỏ hết các màu ra nhá. Kẹo vừa như in vào các ô trong bảng phấn luôn. Tớ mới nhét kẹo đầy cái hộp này luôn đó gái. Hiểu chưa nè? Tớ có ăn phấn đâu, thử đi. Cảm ơn nha. Ngon quá đi. Hello, khỏe không gái? Cậu muốn ăn tí quả vặt không này? Khiếp, món đấy nhiều đường lắm. Cảm ơn nhó, nhưng tớ thích sống healthy balance hơn. Tớ sẽ thon thả lắm cho xem. Đó là lý do tại sao tớ chỉ ăn rau mà thôi. Uống sinh tố rau nữa.
cậu nên thử xem sao. Tớ á? Tớ thích để chế độ ăn uống cầu vồng cơ. Đủ những món đồ ăn vàng nè, đồ ăn nâu nữa, cả những món có liên quan. Và không có gì đánh bại được mấy món màu hồng đâu nha. Thôi đi, cậu không biết luật hả? Nhưng tớ muốn ăn món này lắm. Thấy chưa gái? Thôi, tớ vào lớp đây. Chán thật sự luôn á. Chắc mình phải tập với cái bụng đói này rồi. Nhưng vẫn phải thơm nhá. Chờ đã nào, mình vừa nảy ra một ý hay. Chuẩn rồi đó. Để mang quà vật vào, hãy bỏ phần sáp khỏi hộp khử mùi đi và bỏ kẹo bông gòn vào đó. Lén lút chưa này? Giờ còn thơm hơn hồi nãy luôn ý. Đến lúc đổ mồ hôi rồi cả nhà ơi. Tiếp tục đi. Một giây thôi ạ. Xin lỗi ạ, giờ em tập đây. Ok, bắt đầu nào. Yes, đến giờ làm miếng rồi. Em đổ mồ hôi như tắm luôn này cô. Thôi, cứ lăn đi cho thơm. Đùa cô tí thôi, em cần tí đường để tập hăng hơn ấy mà. Ăn vậy thôi chứ mắc công bị bắt nữa. Trời ơi, nóng thật sự luôn. Ok la, chắc là không còn ai để ý mình nữa rồi. Mở nhanh lên, không là bị bắt quả tang bây giờ. Em biết là cô ở ngay đây mà, phải không? Tịch thu nhá. Này, tôi vừa nảy ra một ý hay tuyệt luôn. Chuẩn, ai thèm dùng phép thuật khi chúng ta có ống hút cơ chứ. Đến lúc gắn mấy cái ống hút này lại với nhau rồi. Đã xong hai cái đầu tiên, làm tiếp với mấy ống còn lại nào. Đỉnh, dài ơi là dài luôn này. Nhưng cứ gắn thêm vào đi bạn mình. Dài thêm một tẹo nữa thôi. Hiệu quả rồi này, tôi không thể tin nổi luôn á. Không có ai cả, piu piu piu, đứng yên đó. Cú bắn nhanh nhất miền Tây. Xin chào, cậu đã gặp Robert chưa? Anh bạn trượt của tôi. Wow, ông từ đâu chui ra vậy? Không tắm hả trời? Ông bị khùng à? Mà cạo râu đi. Mình để ở đâu ta? À ha. Đừng lo, trợ giúp tới đây. Để xem chúng ta có gì nào. Muốn cạo ria này đúng không? Này, tôi nuôi bao nhiêu năm đấy? Kìa, không phải cho tôi, là ông ta. Sao cũng được cưng à. Đã đến lúc cạo râu rồi cưng ơi. Không, để tôi yên đi. Robert thích râu này, lùi lại. Không đau đâu, cứ để tôi lo nhá. Nhưng... Ủa, mềm mại thích ghê đấy. Nhưng chưa xong đâu cưng. Nhìn này, có quà thêm cho bé đây. Nhưng không miễn phí đâu. Tiền, đúng không? Đang thèm coca. Coca. Đừng lo Robert, uống chung nhé. Mình nên vẽ cái gì đây nhỉ? Mình biết rồi. Phép thuật vẽ nghệ hơn mình vẽ nhiều luôn đấy. Đỉnh đấy, còn tớ đang vẽ một bông cúc dại. Dễ thương cực luôn, và tớ thích nó lắm. Để thầy xem mấy em vẽ thế nào nào. Trò này có máu họa sĩ đấy, rất là ấn tượng. Còn em đang vẽ gì thế trời? Ái chà, ít ra thì em cũng có cố gắng. Thầy đi rồi kìa, làm một ngụm cho đã khát nào. Ew, sao cậu lại uống nước có màu vẽ thế hả? Không phải đâu, đợi tí tớ chỉ cho. Thấy không, thật ra đây là nước Fanta cam á. Trời đất, cậu thông minh thế. Cảm ơn cậu. Này, làm miếng đi. Đã khát thực sự luôn á. Hai em đang làm cái trò gì vậy? Uống nước rửa cọ sao? Đáng ra mình nên nghỉ hưu luôn đi cho lành. Xin chào, hộ chiếu của tôi đây ạ. Ổn rồi, nhưng mạn phép cho tôi kiểm tra kỹ hơn một tí nhé. Tôi chỉ giả một tẹo bằng cái máy quét đồ ăn này thôi. Nộp cho tôi nào, máy quét không bao giờ sai đâu. Đúng như tôi nghĩ, cô cố tình qua mặt hải quan đấy mà. Lại quét tiếp nghe thưa cô. Nhưng tôi muốn ăn cái kẹo này lắm chị ơi.
Nghe tội nhở, nhưng tôi phải tịch thu thôi. Tôi sẽ tịch thu hết đống snack và kẹo này từ cô. Cả kẹo cao su tôi đang nhai luôn á. Rồi, lấy luôn đi. Hộ chiếu của cô đây, chúc một ngày vui vẻ nhé. Xin chào, đây là hộ chiếu của em ạ. Ồ, nhìn cưng kìa, cưng tươi như hoa luôn đó. Chà, chị không kiểm tra cưng đâu, cứ đi qua đi. Mình sẽ ngồi chỗ này vậy. Có ai để ý không vậy ta? Không à? Được rồi, cho khán giả xem em bé của mình thôi. Em bé nước ngọt đây nha. Cho nước ngọt vào quả bóng bãi biển này đúng là ý hay. Mình có thể uống bất cứ khi nào mình khát và sẽ chẳng ai biết cả. Bóng đẹp đó nha. Vâng, thì đẹp mà. Tôi đang khen thật tình đó. Cậu thông minh đấy. Mà nhìn nè, tôi đã giấu đồ uống và bé mèo nhồi bông này á. Trông nó giống như đồ chơi bên trong có nước ngọt đó bạn yêu. Ôi trời ơi, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cậu thông minh quá. Dô. Wow, chỗ này đỉnh quá đi. Bắt đầu tuần mới như vậy mới thích chứ nhở. Anh có nghĩ như em đang nghĩ không? Tới luôn đi, cứ để anh. Ok. Xin chào ông anh. Hai cái bánh phô mai nhỏ xinh nhé. Cả thẻ luôn cho nóng. Ở đây không chấp nhận cả thẻ ạ. Thế còn cái này? Được nha. Cảm ơn. Món tráng miệng nè. Anh lấy vị em thích đó nha. Grace. Hả? Chào anh. Anh làm cái gì đó? Nhầm mất rồi. Chà, đã lỡ rồi thì... Sao Jack lại dám đá mình cơ chứ? Tức cái nách ghê. Không thể chịu nổi. Mình phải nổi hơn cô ta. Yep, tiếp đi má. Cắt hết luôn. Giờ thì hô biến thôi bà con. Thắt hai lần để cố định nhá. Sau đó nhét cổ vào thế này. Và kéo phần vai xuống nhé. Nhét ống tay vào nếu nó dài quá. Sơ áo của mình đã cù tè hết biết rồi. Như là fashionista vậy á. Jack à? Vẫn bận bịu đi nhỉ? Chỉ cần ngồi chờ cho ảnh nhìn thấy thôi. Grace à? Có phải? Định ngáp ruồi hả anh? Khoan! Còn em thì sao? Ghét quần áo của mình quá. Chắc mình cũng làm được nhỉ? Hả? Wow! Lúc nào em cũng sang vậy hết anh. Em có muốn uống cà phê không anh bao? Đã đến lúc mở hộp đồ ăn ra. Bỏ đồ ăn vào và đóng nắp lại. Các em biết quy định rồi đấy. Đồ ăn sẽ bị tịch thu. Không bạn nào được ăn trong lúc làm bài thi. Nãn ạ. Vâng ạ, chúng em hiểu rồi. Chúng em sẽ tập trung làm bài. Câu này đưa vào bài thi kể cũng hay này. Mình thấy hơi đói rồi. Bụng ơi, im lặng đi. Đừng có réo trong giờ làm bài thi. Bảo quan đã. Mình biết phải làm gì rồi. Mình có giấu sẵn Mentos ở đây. Nhưng nếu mình ăn thì mình sẽ phá vỡ quy định. Các học trò sẽ thất vọng về mình lắm. Điều đó cũng biến mình thành kẻ đạo đức giả. Mình không muốn như thế đâu. Nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ trượt chậu cây nhỏ qua đây. Tạm thời phải nhấc cây ra một lúc đã. Và rồi mình sẽ đổ Mentos vào chậu. Được quá, giờ cho cây về nhà thôi. Có trò nào đang nhìn mình không ta? Nhanh, một viên thôi. Đã cái cơn thèm. Ủa, cô đang làm gì vậy nhỉ? Hình như cô ăn gì đấy. Mấy đứa nhìn cái gì hả? Tập trung làm bài đi chứ. Nè, ôi chà, hôm nay nhìn cậu ấy xinh quá. Còn mình thì, chà, sao xinh bằng, chán thật. Ôi, sao mặt cậu ấy trông bí xị thế kia. Này, mình có cách giúp cậu ấy vui lên rồi. Một cây kéo chắc chắn sẽ là giải pháp cho tình huống này. Cậu cầm kéo làm gì cơ? Cậu làm tớ sợ đấy nhá. Không. Có chứ, ngồi im đi. Tớ chỉ cần cắt cho thôi. Tớ sẽ cắt theo đường chỉ ở trên này.
Tuyệt, đúng là thiên tài. Bỏ tay áo của cậu đi là xong. Wow, da gì và này nọ quá gái ơi. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Ồ, còn kính, tuyệt rồi, tớ sẽ tháo ra. Ai cần nhìn đường chứ. Mà tớ cũng sẽ kéo lỗ này ra một chút, cảm ơn nha. Ok, tớ mang nước ép như hôm trước tớ bảo nè. Còn tớ mang cốc, nhưng chưa hết đâu. No, no, tớ còn mang cả sô-cô-la thơm ngon này. Ôi là trời, đúng là tớ thích luôn đấy. Tớ cũng thế, để tớ mở ra luôn nhé. Nhìn sô-cô-la mà muốn gớt nước miếng. Gắt lên miếng bánh mì này. Của cậu đây, miếng này cho cậu. Tuyệt, cảm ơn nhiều nha. Cầm khăn giấy nhìn cho nó quý sắc tộc. Bỏ cháy con bỏ chết, cảm ơn cậu. Có gì đâu, bạn bè mà cảm ơn hoài. Giờ thì đến lượt tớ. Thôi xong, tớ làm rất đéo mất rồi. Ôi không. Khoan, cầm khăn giấy này, lau đi bạn. Cảm ơn cậu, mong là lau sạch được. Không, tớ chỉ làm nó dây bẩn thêm thôi. Chán quá, phải có cách gì đấy để giúp cậu ấy chứ nhỉ. Khoan, ruy băng trên tóc mình, chuẩn không cần chỉnh luôn. Tớ phải làm gì với ruy băng cô? Tin tớ đi. Ok, cầm áo tang tóc lên, dây ngược lại cho tớ. Được rồi, ruy băng ra tay đây. Tớ sẽ luồn qua dây áo như thế này. Ok, cậu sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ vòng dây qua đầu cậu. Tốt, ok, nhưng mà chưa xong nhé. Tớ lại gần ruy băng. Tớ sẽ luồn dây ruy băng qua bên trong của áo. Làm tương tự với bên kia nữa. Hiểu rồi nè, tớ có thể cầm hai đầu dây và buộc ra sau lưng. Chào các nàng, tớ cũng đi dã ngoại nè. Cứu trang phục của cậu vừa kịp lúc nhé. Ôi là trời, hôm nay lên đồ cháy quá nha. Cảm ơn nha, mau ăn thôi, quá trời xanh đây này. Cuối cùng cũng được ở một mình. Giấy đây rồi này. Mà sắp hết rồi, phải đặt thêm mới được. Nè, tớ cần cậu chuyển phát đặc biệt giấy vệ sinh tớ phòng giam số 4. Ok luôn, không thành vấn đề, đến ngay đây. Giờ thì thu hút sự chú ý này. Quá chuẩn, trúng phóc. Lõi giấy vệ sinh là sao trời? Giúp tôi xíu được không? Phải chùi mà. Kinh. Này, chúng tôi cần giấy vệ sinh ở phòng giam số 4. Nhanh, ở đây còn ngửi thấy mùi. Có ai đặt giấy vệ sinh à? Bắt lấy. Cảm ơn nha, đúng lại mình thích. Đây là giấy vệ sinh tuyệt nhất trên đời. Ăn thêm một giải nữa. Khoan đã. Lẽ ra hôm qua mình không nên ăn cà ri. Ôi không, hết rồi, cứu. Đây, bắt lấy. Cảm ơn nhá, cậu đúng là cứu tinh. Không có ai cả. Piu piu piu, đứng yên đó. Cú bắn nhanh nhất miền Tây. Xin chào, cậu đã gặp Robert chưa? Anh bạn trượt của tôi. Wow, ông từ đâu chui ra vậy? Không tắm hả trời? Ông bị khùng à? Mà cạo râu đi. Mình để ở đâu ta? À ha. Đừng lo, trợ giúp tới đây. Để xem chúng ta có gì nào. Muốn cạo ria này đúng không? Này, tôi nuôi bao nhiêu năm đây? Kìa, không phải cho tôi, là ông ta. Sao cũng được cưng à. Đã đến lúc cạo râu rồi cưng ơi. Không, để tôi yên đi. Robert thích râu này, lùi lại. Không đau đâu, cứ để tôi lo nhá. Nhưng... Ủa, mềm mại thích ghê đấy. Nhưng chưa xong đâu cưng. Nhìn này, có quà thêm cho bé đây. Nhưng không miễn phí đâu. Tiền, đúng không? Đang thèm coca. Coca. Đừng lo Robert, uống chung nhé. Thì thoảng, chúng ta chỉ cần một chút màu sắc là đã có thể biến những món đồ chán ỏm thành xịn sò rồi. Và điều đó cũng giúp nó tăng giá trị đấy. Các bạn hiểu không nào? Thêm tiền đó bà con. Phủ, sẵn sàng rồi. Mấy cái này sẽ giúp mình giàu to. Nè, xem mấy món hàng mới đi. Đôi giày này hay ho nhỉ. Mình phải mua mới được. Tụi bạn mình sẽ ghen tị lắm đây. Vừa như in luôn nhá. Tuyệt quá à. Cảm ơn cậu. Tớ đi đây. Ok, để coi nào. Có ai đó đang giàu to kìa. Xin chào cả nhà. Hôm nay sẽ tuyệt lắm đây.
mong là mọi thứ sẽ tuyệt y như bộ đồ này của mình. Wow! Bình tĩnh, bình tĩnh. Cơ, đợi chút. Ôi không, mình té rồi. Ôi không. Úp. Xin lỗi, cậu ổn không vậy? Tớ không nhìn thấy cậu ấy. Bình thường tớ trượt cũng giỏi lắm. Giày của tụi mình nhìn cưng nhỉ. Sao mà tớ có thể giận một người yêu màu hường chứ? Cảm ơn cậu nhé. Ủa ôi, ván hồng kìa. Ok, mình sẽ mua luôn. Tới liền đây. Tớ mua được không? Ngon lành, cảm ơn. Của mình rồi đó. Nhưng mình muốn sửa một chút. Hiểu không nào? Tớ sẽ gắn bánh xe vào đế của đôi dép này. Vậy là có giày trượt rồi đấy. Nhưng làm cái quai thoải mái hơn tí nhé. Ai lại không thích lông hồng được chứ? Và chút kim tuyến nữa mới cưng này. Ồ, quá trời xinh rồi. Nhưng làm cũng hơi lâu một tẹo. Đấy, tăng tốc cho nhanh một tí nào. Và như vậy là xong rồi. Cũng xinh phết nhỉ bạn. Giờ chỉ cần cẩn thận để không ngã thôi. Nhưng chắc chắn sẽ ổn đấy mà. Chuẩn bị, sẵn sàng, lướt. Làm thôi. Đấy, trông vui nhỉ. Bạn bè trượt cùng nhau sẽ thân nhau mãi. Wow, mình mê cái quần này quá. Oh, là Kevin. Cậu ấy muốn đi chơi ngoài công viên. Bộ đồ này chuẩn đét rồi. Mong là cậu ấy cũng thích. Mình đi đây. Hồi hộp quá à. Hôm nay sẽ tuyệt lắm cho coi. Và bắt đầu một chuyến đi vui vẻ nào. Oh, xin chào bé chim cute. Chúc em một ngày vui vẻ. Ồ, oh. Oopsie. Ôi không, em làm gì thế? Bye. Không thể tin nổi. Kevin kìa. Mình không muốn cậu ấy thấy mình như vậy. Oh, chờ chút đã. Cái gì đây? Có thằng nhóc chảy sô-cô-la lên áo tớ. Trời đất. Nhưng tớ có thể sửa được đó nha. Hả? Sao được? Cứ để tớ trổ tài cho xem. Đầu tiên tớ cần chút son nâu. Rồi dặm dặm bằng mút nè. Vậy là có một cái vòng tròn nhé. Thêm màu lên bàn chải này. Và dùng nó để tán phần rìa ra. Như vậy trông sẽ đỡ ghê hơn. Cứ phết phết ra ngoài thật nhẹ nhàng nhé. Đấy, trông hơi bị được luôn. Và khi đã xong thì dùng màu nâu nhạt hơn xíu dặm lên. Như vậy là có độ tương phản rồi. Tiếp theo là dùng bông tăm để chấm mực đen. Ở đây này. Cậu đã hiểu tớ đang làm gì chưa? Đừng quên cái miệng xinh nhé. Cậu ấy sẽ cưng xỉu hơn nữa với một cặp kính bự. Ồ, vậy tuyệt hơn nhiều nhé. Và giờ mình sẽ cho em ấy một cái mũ đỏ hài hước. Sẽ cần một chút thời gian để tô hết cái mũ ý. Ok, sắp xong rồi này. Đừng quên mấy cái góc nhé. Và bạn có thể dùng màu đỏ đậm để vẽ cái viền. Và vẽ sọc cũng được luôn đó nha. Một thông điệp cute nữa là xong luôn. Ta-da! Wow, đỉnh của chóp. Ai mà ngờ nó vừa là một vết ố cơ chứ. Ok, tớ đi nhé. Bye. Chào nhé bé gấu. Này, ăn nữa không em ơi? Yum. Của em nè, làm tốt lắm. Cảm ơn chị. Đập tay nào. Màu vàng sẽ xinh hơn nhỉ? Hay là hồng? Vàng được hơn này. Tiếng gì vậy má ơi? Ôi không, mẹ về nhà rồi hả? Mình phải giấu đồ đi tiệc mới được. Mẹ sẽ không biết là mình đã đi đâu. Mọi thứ trông có vẻ ổn áp rồi đó. Mickey ngủ rồi sao? Wow, con bé ngủ say quá. Ngủ ngon nha thiên thần nhỏ. Mình cũng nên lên giường thôi. Không ngờ lại hiệu quả luôn á. Mình sẽ lẻn ra khỏi đây. Đừng ngã nha, đừng ngã nha.
cơ. Wow, dính bẩn xíu chắc không sao đâu. Ừ, chỗ này đỉnh quá à. Nhưng đồ ngủ thì không. May mà mình biết sửa sang một chút. Mọi người tưởng tớ sẽ mặc đồ ngủ vào club à. Tớ sẽ cởi tay áo ra và quấn tay áo quanh như vậy. Nhìn có chất chơi không nè. Ai mà ngờ được đây là đồ ngủ chứ. Chả, giờ chỉ còn một bước nữa thôi. Chuẩn, mình sẽ nhảy cả ngày luôn. Tránh đường coi mấy chế. Anh DJ này cháy quá. Oh yeah, trượt qua bên này nào. Oh, xin lỗi. Mickey, là con hả? Chắc tại con cũng giống mẹ thôi mà. Khoan, mẹ cũng biết vài điệu đó nha. Oh, dạ, chắc thế. Đêm hôm nay chắc chắn sẽ đáng nhớ lắm đây. Hôm nay đi học chắc sẽ vui lắm này. Ôi giời, có cách rồi. Đã đến giờ lên đồ. Để coi nào. Hôm nay mình thích màu xanh hay đỏ nhỉ? Tuyệt. Nè. Cái này này. Sao đồ của mình cái nào cũng bị cún gặm vậy? Có cái gì được không ta? Không biết mình mặc cái này trông ra sao nhỉ? Hải đó. Nhưng không. Kìa. Mình còn mỗi cái này thôi sao? Wow, màu này cũng ổn đó nha. Lấy luôn. Lỗ chỗ một tí cũng sang nhỉ. Tuyệt. Màu này có tôn da không ta? Mình thích nó lắm. Đấy. Wow, sang quá đi mất. Giờ đi thôi. Nào, Mandy đi thôi. Sao bừa thế này hả? Vì thời trang cả đây bố ơi. Có lốc trong này hả con? Đồ của con xinh mà. Khoan, sao con không mặc cái này đi? Khoan, mặc áo của bố à? Cầm lấy. Sẽ không đẹp đâu bố ơi. Con cứ thử đi nhé. Dạ vâng, vừa nhĩ in ý. Xin lỗi nhá. Cảm ơn bố ạ. Áo gì đâu mà xấu ỏi. Mà nghĩ lại thì biến nó thành cái gì đó cute nha. Sửa lại tay áo một chút nào. Y như áo mới luôn nhé. Giờ mặc vào xem có được không nào. Wow, ngầu quá trời luôn. Cậu mua áo ở đâu mà xinh thế? Wow. Chà, nhìn độc lạ thật đó. Phải không mọi người? Khoan đã, đến nơi rồi thì phải. Vào đi bé, chúc vui nha các em. Hả? Chỉ được mặc váy á? Chắc có mỗi tớ được vào thôi nhỉ? Cậu bỏ tớ ở đây hả? Chào nhá. Xin chào, hôm nay tôi đi một mình, sẵn sàng quẩy rồi nè. Cho tôi vào nhé. Không mặc váy, không được quẩy. Thế còn bây giờ? Đừng mơ mà mua chuộc tôi. Gì? Được rồi, được rồi. Này, đã bảo là không mua chuộc được mà. Biết rồi. Hay là chúng ta trao đổi một chút nhé. Chả, chắc ổn đấy nha. Cứ lấy vàng ra tiếp đi. Vậy là chốt đơn được rồi. Đưa đây cho chế nào. Chúng ta thay đổi nó một tí nhé. Đóng nút này ở quanh eo này. Và cứ thế mà đóng cúc tiếp xuống dưới. Khi đã xong thì lấy tay áo buộc quanh lưng. Thắt nơ là xinh rồi đó. Đấy, có cute hột me không nào? Trông đúng là bá cháy. Nhưng còn một bữa nữa nha. Ok, cởi cái này ra nào bà con. Trông chả hợp một tẹo nào. Nhưng nhớ giữ lại đôi tất nhé. Và mình sẽ đi giày cao gót. Thế là có một bộ đồ cực chất rồi. Giờ quẩy thật nhiệt đê. Chà, thấy sao nào? Cái áo chán ỏm của anh đó. Chào nhớ. Ấn tượng đấy. Và mình cũng được một mớ tiền. Oh yeah. Wow, chỗ này đông vui quá à. Suýt nữa là mình không được vào rồi.
Cái áo này hay thế. Xinh quá gái ơi. Tớ chưa thấy cái váy nào như vậy cả. Ủa, cảm ơn cậu. Giờ nhảy nhé. Chúc vui nha cả nhà. Woohoo. Kem ngon và nhạc hay. Thứ bảy này mới hoàn hảo làm sao. Hơi hoàn hảo thôi. Tí kem không làm mình mất hứng được đâu. Ngon quá. Alo. Ngạc nhiên chưa? Anh đứng ở trước cửa nè. Tuyệt quá đi. Tại sao lại đúng lúc vậy trời? Phải thay đồ thật là nhanh. Quần áo đâu cả rồi? Khoan đã. Chưa phơi nữa. Phải làm gì bây giờ? Đồ cũ của mình kìa. Có gì trong này dùng được không ta? Là vải thừa từ đợt trước á. Trời ạ. Mong là em ấy vẫn ổn. Nếu em ấy bị bắt cóc thì sao nhở? Hay là bị ngã trong phòng tắm? Hoặc có người yêu mới cũng nên. Perry, anh đến với em đây. Mình có cách hay rồi. Mình có thể quấn khăn quanh eo và buộc một nút dễ thương. Nhưng chưa xong đâu nhá. Hai bên cũng cần buộc luôn. Buộc thêm một nút khác. Luồn nó qua, rồi xoay ngược ra sau. Luồn cánh tay qua hai ống. Và thế là che được vết bẩn rồi. Nhìn tranh xả thực sự. Yay. Mình đã để điện thoại trong này phải không ta? Perry, em vẫn còn sống à? Em chỉ muốn trông thật xinh khi đi với anh thôi. Thôi, bọn mình về đi. Xin lỗi nha. Anh tặng hoa cho em à? Xin lỗi vì bắt anh đợi lâu nhó. Không hề gì đâu. Này. Tôi muốn vào trong. Cấm mang kẹo. Rồi, cầm đi. Cái gì cũng cấm. Hai. Gì vậy? Đã nói là cấm mà. Cấm đấy nghe chưa? Sao cũng được, cậu cầm đi. Vừa lòng chưa? Sao lại đưa mình kẹo bông? Nói lần cuối nhé, cấm ăn kẹo. Đâu phải của tôi đâu. Làm gì với nó bây giờ? Đừng có nhìn tôi. Chả ra làm sao cả. Mình đã có cách rồi. Lông thú thật là mềm. Giờ tôi vào được chưa? Được chứ, mời vào. Cảm ơn. Cuối cùng cũng ở trong club rồi. Và mình còn có kẹo bông nữa. Ngon hết nát. Và thời trang nữa. Cứ như ăn mây ấy. Ngon ngon. Wow. Phải chụp ảnh lại đồ ăn vụng này thôi. Hả? Này, anh bạn ơi, cho anh xem cái này này. Hả? Không phải lông sao? Giận tím người. Cách này hay thật đó. Hay lắm, đưa cho tôi. Hả? Gì? Tôi không dại nhé. Dài quá. Làm ngứa hết cả họng. Anh có sao không? Đây có phải kẹo bông đâu. Úi chà. Đây, vẫn như mới nhá. Chơi vui vẻ nhá. Kinh quá. Mình cần phải tập trung. Phải thật khéo léo. Hạt cuối cùng này. Mình làm vòng cổ này. Wow. Chỉ muốn đeo thử ngay thôi. Khoan. Đỡ khó chịu rồi. Khoan đã. Cái vòng của mình. Ôi trời. Mất công quá cơ. Mindy, chuyện gì vậy? Vòng cổ của con tung ra mất rồi. Thế thôi. Cẩn thận.
Căn nhà nhiều hạt lắm. Cảm ơn đã cảnh báo. Kiểu gì ngày mai cũng u một cục cho coi. Con xin lỗi. Có hạt trên tóc mẹ à? Gì thế ạ? Mẹ có ý hay lắm. Ngồi im. Mẹ sẽ tết tóc con thật nhanh. Tết một nhánh mỏng thôi nha. Dùng kẹp tăm cố định nè. Rồi mẹ luồn hạt vào kẹp tăm. Làm bước này phải thật chắc tay. Ok, giờ mẹ sẽ lật kẹp tăm và kéo hạt vào tóc con. Mẹ sẽ kéo lên trên bím tóc. Nó sẽ giúp tóc không bung ra. Wow, con gái mẹ xinh quá. Cảm ơn mẹ. Mẹ thích làm tóc cho con lúc nào cũng được. Hình như đầu mình u một cục rồi. Các nguyên tố này khó quá. Quá nhiều chuỗi viết tắt. Ôi, bụng mình cồn cào lên rồi. À mà, mình quên mất là mình có sô-cô-la. Tina, bỏ xuống ngay. Nhưng em đói lắm rồi cô. Dạ. Ồ, đừng lo Tina, tôi có cái này để giúp chúng mình cầm cự đây. Cậu thích kẹo dẻo không á? Lấy kẹo có hình thù vui vui ra và dán băng dính vào đằng sau. Lột băng dính ra và dán vào dây buộc tóc. Chẳng ai biết được cái này là kẹo đâu. Giờ thì mỗi khi cậu thấy hơi đói là có kẹo dẻo liền rồi. Wow, tuyệt quá, cho tôi với. Cái này ghi cả tên lên rồi. Các em à, các em đang ăn tóc nhau đấy sao hả? Mình đang nhìn cái gì thế này? Chẳng khác gì khỉ cả. Tụi trẻ bây giờ lạ lùng thật. Ngon hơn một cái hot dog thật to với tương cà chứ. Đủ vị thơm ngon cho mình. Cho tớ mượn, cảm ơn nha. Chuẩn đấy, một lớp dây vào. Wow, kinh quá à. Thôi mâm mâm nào. Ngon rồi, xử lý ngay thôi. Gì vậy trời? Áo của tôi. Sao cậu nỡ lòng làm vậy với tớ? Chỉ là tai nạn thôi nàng ơi, để tôi sửa cho nhé. Thôi đừng khóc mà. Làm sao giờ? À hả? Tớ có cách rồi. Được thôi, vậy cậu cứ thử đi. Nhìn bút lông phai màu ra nước này. Bây giờ chúng ta cần đến bình xịt. Sẵn sàng chưa? Sau đây là màn biến tấu cho chiếc áo phông. Dùng dĩa xoáy ở giữa như thế. Rồi bó cái áo lại. Bây giờ thì buộc dây chun vào. Và xịt nước có màu vào áo. Dùng nhiều màu khác nhau cho thật sặc sỡ nhé. Mỗi phần hãy xịt một màu khác nhau. Có vẻ xong rồi đó. Xem đây, kiệt tác hoàn thiện của cậu đó. Trông còn đẹp hơn trước luôn. Mà không hề nhìn thấy vết tương cà nữa. Boy, love you. Tớ có kế hoạch sẵn rồi. Nhắm mắt lại, không được nhìn lén nhé. Wow. Và cái này. Không phải chứ, không thể tin nổi. Cậu sẽ không tin chuyện này đâu. Tạm biệt nhé. Không hôn sao? Cũng không cảm ơn nữa. Wow, con xe đỉnh quá đi. Lái thử xem sao nhé. Yay, nhanh hơn đi. Chụp đăng lên Instagram nào. Oh, để ý đường kìa. Tuyệt quá. Hey, xem nè. Oh, mình nghĩ là không sao. Tuyệt quá. Thích kê. Ôi không, ở đây gió mạnh quá. Đợi đã. Áo mình tuột ra rồi. Không. Áo bay mất ra sau rồi. Wow. Không còn gì trên người cả.
Đợi đã, cậu phải dừng lại. Hít thở sâu, để tớ suy nghĩ. Đúng rồi, chỉ cần dùng cái khăn này. Oh, ok, sẽ được đấy. Quan trọng là gấp cho khéo thôi. Buộc khăn hình tam giác quanh eo và nhớ là cột chặt nhé. Sau đó, lật tấm khăn tam giác lên như thế này, rồi buộc nó vào vòng cổ. Nhìn dễ thương đúng không? Đẹp ghê! Giờ thì đi tiếp thôi. Nhưng trước tiên... được rồi, cậu lái đi. Giờ chúng ta có thể đi rồi đấy. Thấy tốt hơn rồi đó. Không gì tuyệt vời bằng gió thổi trên tóc. Không, cái cây kìa. Tớ nên giữ chìa khóa thì hơn. Chỉ là tai nạn thôi mà. Xin lỗi. Ôi trời. Cần cậu giúp. Chúng tớ bị tông xe. Sao cơ? Nhưng cậu không sao chứ? Ít nhất thì lớp trang điểm của mình không sao. Ok là đến lúc di chuyển đôi chân xinh và khiến máu cuộn trào trong lồng ngực rồi. Mọi người làm tốt lắm đấy. Tiếp tục làm nhịp tim tăng lên nào. Chỉ 30 phút nữa thôi cả nhà ơi. Các bạn muốn biết kết quả mà phải không nào? Chưa gì tôi đã mệt muốn chết rồi. Cậu ta sẽ chẳng biết mình đã dừng lại đâu. Lily ơi, tụi mình đã quy định về kẹo găm như thế nào nhở? Chắc là cậu ấy có để ý rồi. Tí nữa tớ trả lại cho nhé. Còn giờ cùng siết eo thôi. Lần này mình phải lẹ làng hơn mới được. May mà còn cả đống ở đây. Tớ thấy nóng rồi nè. Bóng bóng siêu to đến đây. Bóng tập của tớ thôi mà. Nhìn nè. Hình như cậu muốn đổi bài rồi đúng không? Ý hay đấy nha Lily. Và 1, 2, 3, mình đang trình diễn bộ đồ này. Mình phải ở trên sàn diễn. Mình cần khoe bản thân. Hả? Oh, Annie kìa. Đã đến lúc đem hết khả năng ra rồi. Trông cậu xinh quá. Phải chuẩn bị vào học thôi. Không muốn bị trễ đâu. Hả? Jake, chút nữa đi chơi nhá. Ai mặc váy trông chả đẹp. Bao nhiêu? Không phải chứ. Có vẻ như mình cần một cách khác. Ồ, mình có thể dùng cái túi này. Ừ, cái này được đấy, bắt tay vào việc thôi. Trông đẹp hơn mình tưởng đấy. Mình cảm thấy thật quyến rũ. Nhưng còn một việc nữa cần làm. Chào Jack. Tớ phải đi đây Annie. Luna, tớ rất vui khi gặp cậu. Tớ thích phong cách mới này. Hả, cô ấy đang mặc gì vậy? Trông như túi rác vậy. Đan len thư giãn ghê. Mẹ ơi, nhìn này, có một bữa tiệc ở trường. Để mẹ xem, mẹ nghĩ con có thể đi. Con cần một bộ đồ mới, con không thể mặc cái này. Để mẹ suy nghĩ, mẹ quay lại ngay. Con sẽ đợi, bữa tiệc này sẽ rất vui đấy. Mẹ, con nghĩ sao, con sẽ trông rất dễ thương, thử đi. Mẹ đùa sao, nó bị sao vậy? Nó bị rách. Không thể thế được, con không đời nào mặc cái này đâu. Mẹ không thể bắt con. Mẹ nghĩ con sẽ nói vậy. Con không hiểu gì về thời trang cả. Nhìn lại một lần nữa xem. Chắc chắn phải có gì mặc được chứ. Có khi là không rồi. Đợi chút, cái gì đây? Một miếng bìa cứng. Hơi bụi một chút nhưng vẫn còn tốt. Chúng ta sẽ biến nó thành một thứ gì đó đặc biệt. Annie, mình phải làm gì đây? Cái này sẽ giải quyết mọi vấn đề. Mẹ có chắc không ạ? Cần làm một số việc. Nhưng mẹ biết phải làm gì. Ngồi yên nhé. Mẹ, khoan, dừng lại đi, kỳ lạ quá. Mình đúng là thiên tài, trông con xinh quá. Wow, sao mẹ làm được vậy, nó đẹp quá. Để mẹ làm thêm một việc nữa. Chúng ta sẽ gỡ mắt kính này ra. Wow, mọi thứ mờ đi hẳn, nhưng mình cảm thấy thật xinh đẹp, giống như người mẫu vậy. Úi, mình đã ăn phải một ít tóc, cảm ơn mẹ. Mẹ là tuyệt nhất. Chứ còn gì nữa, mẹ phải chụp lại khoảnh khắc này, tạo dáng đi. Con phải đi đây, bye mẹ. Con bé lớn nhanh quá. Whoop, whoop. Mình thích bài hát này, mình không thể ngừng nhảy nhót. Chào Brian, tớ lấy cho cậu một ly nước nhé. Oh yeah. Bữa tiệc tuyệt quá, mình rất vui khi Brian ở đây. Ý là,
nhìn cậu ấy kìa. Cậu ấy thật hoàn hảo, mình có thể ngắm cậu ấy nhảy cả ngày. Ai mà biết cậu ấy có nhịp điệu trong người chứ. Và cậu ấy thật đáng yêu. Ôi không, váy của mình nó bẩn hết rồi. Đúng là thảm họa, mình phải làm gì đây? Đợi đã, mình có một ý tưởng. Mình có thể dùng áo sơ mi này. Được đấy. Nghĩ lại thì cứ nghĩ là sẽ được chứ. Đổ mồ hôi nhiều ghê. Phủ, ở đây càng lúc càng nóng. Khoan, đúng rồi, mình phải nhanh lên. Thôi nào, nó đâu rồi? Đây rồi, làm thử nhá. Mình sẽ cài nút trên cùng, sau đó quấn quanh eo. Nó sẽ vừa y luôn. Giờ mình sẽ cài nút lại. Mình cần che chiếc váy. Được rồi đấy. Tiếp theo mình sẽ lật cổ áo lên, rồi đeo thắt lưng vào. Như vậy nó sẽ không tuột. Mình sẽ dùng cổ áo để che lại. Nhưng còn tay áo thì sao? Biết rồi, mình sẽ buộc chúng ở phía sau. Wow, nhìn đẹp quá. Oh, Brian, tớ lấy nước ngọt cho cậu này. Đúng là món tớ cần. Tớ thích bộ đồ này. Thật sao? Wow, tớ tự thiết kế đấy. Yeah, trông cậu thật tươi tắn. Đợi chút, cái đó trông quen lắm. Áo của mình đâu rồi nhỉ? Có chuyện gì vậy? Nhảy nào. Được đấy. Mấy con ma này, không biết chuyện gì sắp xảy ra đâu. Sao mà con bé này đam mê game khủng thế nhở? Chẳng bao giờ tự giác dọn nhà gì hết. Con đang cố tập trung đấy mẹ. Ừ rồi rồi. Cái bàn, bẩn quá đi mất thôi. Sophia, đôi tất này từ thời tiền sử hả con? Cứ như bang chủ cái bang vậy. Tất của con đấy. Dạ, đôi này ạ. Dã man khủng khiếp luôn. Để sửa lỗ rách trên tất thì bạn chỉ cần khâu theo kiểu này thôi. Tiếp tục nào, khâu tròn xung quanh cái lỗ. Cứ đâm đi vòng quanh như thế cho đến khi không thấy cái lỗ nữa. Hãy kết thúc đường chỉ ở mặt trong của tất. Ủa, tất của con này cũng xinh phết đấy ạ. Con cảm ơn má mì. Còn lỗ nào trên tất của con không đấy? Ngoan lắm. Nhớ nhé Sophia, trên đời không ai bằng mẹ đâu. Sao lúc nào ra sân bay cũng khát khô cả cổ thế nhỉ? Không có ai trông thằng nhóc này hả ta? Thông báo đây, không được ăn uống gì trên máy bay hết. Tôi sẽ tịch thu tất cả mọi thứ vi phạm luật lệ này đấy nhé. Trời ạ, mình lại mới mở cái chai này ra mới khổ. Con muốn mẹ. Nào nào, bóng bay của con này, giờ vui chưa? Ủa, bóng bay hả? Nghĩ ra rồi, mình đúng là siêu trí tuệ mà. Này bé cưng, chơi chụp bóng không con? Giỏi quá đi, vậy mới được kiểu bé ngoan chứ. Để con lấy cho cô. Cơ hội của mình đây rồi, mình chỉ cần 2 quả bóng trong số này thôi. Lấy được rồi, tháo dây buộc ra đã. Chà, đây là khí heli luôn đó bà con. Ok, đến giờ thực thi kế hoạch của mình rồi. Mình chỉ cần cẩn thận đổ nước ngọt vào đây thôi. Nhìn này, hiệu quả thế chứ lị. Quả bóng này đầy coca luôn rồi. Đã xong, giờ buộc bóng bay lại nào. Đổ ra một cái là toang đó. Giờ đến bước tiếp theo nhé. Wow, mình to ra hẳn 4 cỡ luôn này. Trò chơi này vừa hài vừa vui dễ sợ luôn. Hình như đến giờ lên máy bay rồi. Cái cô hồi nãy đi đâu mất tiêu rồi nhỉ? Mẹ ơi! Hơi bị ngon luôn đó. Chào chị, hộ chiếu và vé của em đây. Ổn rồi, mọi thứ đều chuẩn chỉnh. Mời chị lên máy bay. Wow, to như 2 trái bưởi ấy. Dạ, xin lỗi, cho tôi vào ghế với ạ. May thế nhỉ, ghế cạnh cửa sổ nè. Và giờ là một ngụm nước cho đã khát nào. Sảng khoái thật sự. EQ của mình đúng là vô cực mà. Khi nào mới bắt đầu thế nhỉ? Ghế trống nè bà con, tuyệt vời. Đừng ai để ý đến mị nha. Này, cẩn thận vào chứ. Coi chừng nào. May mà mình dừng lại. Mua kem đó. Này cô kia, cô đang ăn kem hả? Thôi toang rồi. Chị đang mặc đồ của ai thế ạ?
Thôi xong. Đây là hàng cao cấp đấy nha chị. Ui cha. Giờ tôi phải diễn với cái quần thế này hả trời? Khiếp quá. Phải đuổi cái cô đó ra khỏi đây thôi. Nghĩ sao mà dám lừa mình chứ? Phỏng vấn cái gì? Lén lút ăn kem thì có. Đưa cho tôi ngay. Không đâu. Buông tay ra. Ô, ngay mắt luôn kìa. Mình phải chuồn lẹ thôi. Dừng lại đó. Cuối cùng cũng được ở một mình rồi. Ngon quá đi. 5 phút nữa em ra đó nha. Xém thì toang. Vương miện của mình kia. Ngon lành. Mình nghĩ ra rồi. Bạn sẽ cần ốc quế và một chút keo ăn được. Nhỏ 2 giọt lên miệng ốc quế, rồi dán vào băng đô của bạn. Và đây là thành quả của chúng ta đó. Đừng quên tô điểm màu vàng lên đây. Sơn ăn được đó nha. Chà, cái vương miện màu vàng này đỉnh dễ sợ. Đây này, nhìn đây đi chị. Và khi bạn đói bụng, cứ bẻ một miếng là xong. Mấy cái video này hài dã man. Em chào chị y tá. Úi, thôi chết, mình làm đổ cà phê rồi. Em ơi, giúp chị xíu được không nào? Xin lỗi nha, lau giúp chị chỗ này với. Chị biết ơn em nhiều lắm. Lau ấy ạ? Để em lau bằng giày chắc là được rồi nhờ. Như vậy này. Đấy, em biết ngay sẽ sạch bong luôn mà. Ủa, gì vậy trời? Hình như có người đến kìa. Là nhỏ bạn mình. Chuẩn rồi đấy, xem tớ mang gì cho cậu này. Ơ kìa, sao giờ chổi lau lên mặt tớ vậy hả? Thôi nào, ai lại làm thế chứ? Cái này là kẹo thôi. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Cậu thông minh quá. Tuyệt cú mèo á. Ngoài này vừa lạnh vừa ướt. Ôi không, con mình bết lại rồi. Nhưng không thành vấn đề. Mình sẽ sấy cho khô là lại xinh ngay ấy mà. Chưa gì đã thấy ổn hơn rồi. Đó, tóc lại đẹp rồi. Hả? Không bình thường nhá. Đẹp xuống. Ok, hơi bị bực rồi đấy. Làm gì được đây? À ha, mình sẽ dùng lô cuốn. Wow, sao mà khó vậy? Từ giờ chúng mình sẽ thế này sao? Trừ khi... Không, ý này không hay. Hẳn phải có cách nào đó cho mình chứ. Cái lô hội này sẽ có ích đó. Dùng lô hội là chuẩn bài luôn rồi. Mình sẽ vắt nước lô hội lên cọ mascara. Không cần nhiều đâu. Thế là đủ rồi. Giờ mình trải trên các nhánh tóc thôi. Lô hội không chỉ đóng vai trò mặt nạ mà còn giữ cố định tóc. Mình sẽ tạo hình lượn sóng cho tóc. Làm tương tự với bên kia nữa nè. Wow, trông sành điệu phết đấy. Tức gì và này nọ nha. Mình phải nhớ để lần sau làm tiếp. Đó, điều ước sinh nhật đã xong. Chúc mừng sinh nhật. Ủa, không cần đâu nha. Cậu chu đáo quá mà. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Vì cậu ấy là một người bạn vui vẻ. Làm gì trong ấy mà ồn thế. Whee! Oh, chỉ là sinh nhật của tôi. Nè. Oh, chúc mừng sinh nhật nhé. Tặng gì cho cô ấy bây giờ? Nghĩ ra rồi. Alo, vâng, ngay lập tức. Là một dịp đặc biệt ạ. Wow, nhanh thật đó. Anh là chuyên viên massage. Xem đây này, tôi thạo nghề lắm đấy. Wow, chuyên nghiệp thật đấy. Anh massage cho tôi được không? Cổ tôi, nhức ghê. Phê như con tê tê. Ôi, đúng điểm đấy. Ủa sao vậy trời, không cử động được. Dừng lại. Cuộn giấy vệ sinh à? Trò chơi chán nhất vào sinh nhật. Ê, anh nè, anh có quà sinh nhật cho em đây. Dùng món này trước đi. Gel kẹo gấu dẻo đấy. Xanh, đúng màu em thích. Ngon quá, cảm ơn anh. Thôi anh phải đi đây. Bảo trọng nhé. Anh ta sẽ đơ như vậy hơi lâu đấy. Này, suy, không phải tổ đâu. Biến đi.
chúng ta lại gặp nhau rồi anh bảo vệ ạ. À. Nàng cao bồi thời trang đấy à. Ở đây không có đủ chỗ cho cả hai chúng ta đâu. Ồ thật vậy sao? Chứ cần gì nữa. Rút vũ khí của anh ra đi. Không cần nhá. Biết đọc không gái? Đưa đồ ăn ra đây. Em có mang cái gì đâu mà anh ơi. Không có đồ ăn thưa quý ngài. Chúc vui bên trong đó nhé quý cô. Cô này biết cư xử đấy. Sophia ơi, trông cậu đỉnh quá đi. Im lặng nào, tớ đang vui và có đầy kẹo luôn này. Một cái cho cậu nhé. Cảm ơn nàng. Rồi thì biểu diễn đi các chị em. Đâu là bí quyết thời trang hay nhất của bạn? Bình luận bên dưới cho chúng tớ biết nhé. Nhớ chia sẻ video với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hữu ích như thế này nhé. Mình sẽ cắt tỉa một chút cái này. Tuyệt, mình khéo tay ghê, xinh phết đây nè. Ê, tớ vừa mới cắt xong đấy, đáng yêu không? Cũng được, nhưng tớ đang bận rồi. Nhìn này, tớ có kẹo đây, ăn không? Cho xin miếng. Cụ bồ nè. Này, các em làm gì vậy? Các em phải cắt giấy thủ công chứ không phải ăn. Cái hồ rán rơi mất rồi. Đây rồi nè. Hả? Thực ra mình có ý này hay lắm. Mình sẽ lấy hết hồ trong ống ra. Và giờ mình sẽ nhét vòng kẹo dẻo vào bên trong ống. Vừa như yên luôn mới đỉnh. Và giờ thì để nắp lại thôi. Đố ai phân biệt được luôn đấy. Nè, xem tớ có gì này. Cây hồ rán á? Xem nào. Wow, đỉnh thế. Cậu đúng là thiên tài. Kiểu này tha hồ mà ăn. Này, hai đứa làm gì đấy hả? Hả? Chà, tụi nhỏ đang tập trung cắt giấy thủ công kìa. Cắt lắm, rất ngoan và tập trung. Và giờ mình sẽ tỉa nốt ngôi sao này. Wow, xem cái bụng 6 múi của Tina này. Cậu mất bao lâu để được như thế vậy? Tớ tập vất vả lắm mới được đấy. 100 lần gập bụng mỗi ngày đáng lắm đó nha. Trông đẹp thật đấy trời. Wow, sao mà bụng cậu ấy đẹp dữ vậy? Mình còn chẳng nâng nổi tạ 5 cân nữa. Mà cũng có được cái gì đâu. Định mệnh bắt mình béo suốt đời mất rồi. Đúng là vô vọng. Sao trông cậu ấy hoàn hảo vậy? Bất công quá đi. Thôi kệ, chắc cậu ấy chẳng ăn gì nách như mình. Nhưng mình không thể sống thiếu sô-cô-la được. À, mình nghĩ ra rồi. Bạn thích miếng sô-cô-la vương này chứ? Dán băng dính hai mặt lên mặt sau. Và dính vào bụng bạn. Khi kéo xuống là bạn đã có 6 múi rồi đó. Này, thấy tớ tơ bụng hiệu quả không? Chắc là có rồi. Tớ phải đi cơ bụng đây. Tùy cậu thôi. Còn mình muốn ăn sô-cô-la hơn. Tự nhiên mình lại thích tập thể dục thế nhỉ. Wow, cuốn sách này đúng là hay cực. Này, tớ đang định nói chuyện với anh ấy. Hình như Bella muốn mượn sách thật nè. Những cuốn này trông được nè. Cẩn thận nha, khá nặng đấy. Tuần sau phải trả đó nha em. Cảm ơn nhiều ạ. Gì vậy này trời? Đúng là số trời đã định là không được đọc sách mà. Này này, đây là thư viện đó em. Sweet. Từ thế không ổn lắm á. Này gái, đừng buồn mà. Cứ kệ tôi đi. Tôi không cần cậu thương hại đâu. Khoan đã. Tôi biết tụi mình phải làm gì rồi. Đầu tiên gỡ những sợi dây giày này ra. Rồi cái quần. Cậu đùa lý lý. Cái gì vậy nè. Bắt chéo ống chân. Rồi lấy dây giày gột chúng lại. Chắc và đẹp vào nhé.
rồi gấp ống quần lên như thế này. Sau đó luồn dây giày vào đĩa quần. Kéo hết ra nè. Rồi lật quần jean lại. Rồi đưa dây giày qua đĩa quần phía trước. Đặt sách vào trong như thế này. Rồi cột lại thật đẹp và chắc. Tén tén tén. Giờ bạn đã có một chiếc ba lô tạm thời rồi. Có cả quai nữa nha. Này, wow, hiệu quả thật đó. Tuyệt vời ghê. Cảm ơn cậu nha. Bye bye. Dừng đi anh bạn, tiệc này có luật cấm đồ ăn nước uống. Ôi trời, anh ấy đuổi bạn kia vì mang đồ ăn. Nhưng mình phải làm gì với chỗ kẹo này đây? Không bỏ được. Hay là ăn hết bây giờ nhỉ? Ngon xỉu. À, mình sẽ giấu ở đây, cho vào tay áo và biết tất. Ok, ổn rồi đấy, nhập tiệc quẩy tưng bừng nào. Để xem nào, em có mang đồ ăn nước uống gì không? Em đùa anh đấy à? Anh thấy kẹo rồi nhé. Kẹo nào? Đây chỉ là phụ kiện cho trang phục Hawaii thôi. Lượn đi cho nước vào trong. Sao anh ấy không tin mình chứ? Này, chờ một chút, nhưng mà mình có thể dùng vòng hoa. Ok, đầu tiên mình sẽ đặt vòng hoa xuống bàn. Đó, giờ thì tách toàn bộ hoa ra. Bye bye hoa nhé. Ok lạ, đó là bông cuối. Giờ thì mình có dây cho vòng hoa. Mình sẽ trải nó ra bàn cho dài và phẳng như thế này. Tiếp theo, xin giới thiệu giải kẹo sặc sỡ đẹp nhất của đất. Mình sẽ xếp theo sợi dây như thế này nè. Chuẩn, và giờ thì lặp lại cho đến hết sợi dây luôn nhé. Quá trời kẹo luôn, ngon xỉu. Giờ thì gấp các đầu này vào bên dưới. Mình cần uốn chúng thành ruy băng được treo trên sợi dây. Ok, hãy bổ sung thêm kẹo nhé. Kẹo ngon là tuyệt nhất. Sau đó tất nhiên mình phải lấy chỗ hoa vừa nãy ra để nhìn nó giống như vòng hoa thực sự, mà cũng đẹp đấy. Ok, trông rất ổn áp rồi đó, thử xem có bị phát hiện không. Tuyệt, nó đã trở thành một chiếc chân váy xinh. Mình thật thông minh. Chào anh, em vào nhập tiệc được không ạ? Em chính là cô gái lúc nãy. Để anh nhìn em cho kỹ đã nhé. Ok, rất chi là ổn. Nhưng trước tiên uốn người qua xa. Em làm được mà. Yay, vui quá. Ôi trời đất, khó dã man ý. Mình cần chút kẹo tiếp năng lượng mới quẩy được. Đố ảnh biết được. Ngon dã man. Giờ thì mình đã có năng lượng để quẩy bay nóc cả đêm. Quẩy lên nào anh em ơi. Đi dã ngoại vui ha bố ơi. Mình chụp ảnh cái đi. Cười nào. Chắc sẽ dễ thương lắm. Wow, nhìn lên kia đi. Có máy bay trực thăng kìa. Ashley, xem kìa bộ. Wow, hay quá. Và gió quá. Nó đang đi tới đằng kia. Tóc cậu rối bù lên rồi. Nghiêm túc đấy hả? Ok, chán thật đó. Này, tớ thích nha. Đừng có lo, tớ mang lượt nè. Cảm ơn cậu. Chắc sẽ mất một lúc. Chó như con gió. Cuối cùng tóc mình cũng mượt trở lại. Nhìn đi, dậy đi. Trả lại cho cậu nè. Xinh rồi đó. Tụi mình uống nước ngọt đi. Ôi không, nó quay lại kìa. Tớ phải bảo vệ tóc tớ. Cứ bình tĩnh nào, tớ có ý hay nè. Tớ sẽ nắm tóc của cậu, còn cậu xoay vòng vòng. Cứ tiếp tục. Gần xong rồi. Giờ thì xoắn lại thành búi. Và dùng dây buộc tóc để cố định búi. Wow, kiểu tóc mới này dễ thương xỉu. Giờ thì thư giãn thôi. Nó quay lại kìa. Họ cứ đi qua đi lại thông thả. Và tóc tớ không bị rối tung lên. Mindy, cậu thông minh quá. Tớ biết. Chụp ảnh selfie tiếp đi. Xin gái nha. Đói quá đi mất. Tớ đang cố tập trung đấy. Hả? Nhìn ngon hết sể luôn. Mindy, cậu vẫn ổn chứ? Hẳn cậu phải thích cái đồng hồ lắm. Mindy, yuhu. Cậu đang làm gì vậy? Không có. Thôi kệ đi. Ok cả lớp, bài này rất quan trọng. Đúng rồi.
mình sẽ ăn xíu xì nách. Thòm thèm nãy giờ luôn á. Wow, donut nhìn ngon chảy nước miếng. Quái quái, kem phủ màu hồng đúng tủ mình luôn. Thật không thể tin nổi. Đủ rồi. Ahem, mình đi cấm mặn trong lớp. Em đã cầu cho cô không để ý đến. Người ăn thế ai chả thấy. Không ăn nữa nhé. Mình chỉ muốn donut thôi mà. Scrunchy của Sunny khiến mình nảy ra một ý. Cách này sẽ hiệu quả đấy. Vừa dễ thương và thơm lừng. Có mùi donut sao? Ok, lạ thật. Mình qua mắt được cô rồi. Mình xứng đáng ăn bánh ngon. Wow, cách thông minh đó. Cho tớ một cái. Của cậu đây. Wow, cảm ơn. Kem phủ màu hồng. Tiếng động gì vậy? Bài giảng hay lắm ạ. Cảm ơn em.